Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện khấu vấn tiên đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch. Tập 191. Chương 1901, lộ ra ánh sáng. Quỷ mẫu. Tần Tang trầm tư. Đàm Hào tự xưng là người của quỷ mẫu. Quỷ mẫu hẳn là người thần bí mà Đàm Hào cứu từ trong thủy lao ra. Quỷ mẫu bị kẹt trong thủy lao, rút xương cốt bản thân luyện thành cốt trận, sống đến hiện tại. Cho dù quỷ mẫu có thực lực bằng với ngọc cốt ma đầu, Tần Tang cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Hắn tận lực đánh giá cao người thần bí, cho nên mới cẩn thận như vậy. Hắn biết trong tu sĩ Nguyên Anh Bắc Thần Cảnh, không có một người này. Trăm năm qua Bắc Thần Cảnh phát sinh mấy đại sự, các vực đại chiến, Tử Vi Cung phi thăng, Bắc Thần Minh thành lập, tu tiên giới cơ hồ không ai có thể nghĩ đến sự tình bên ngoài. Sau lưng những sự việc này, Tần Tang cũng không phát hiện có bóng thế lực thần bí khác. Danh hào có chút cổ quái, đã cho phép Đàm Hào cứu người, hẳn không phải là hạng người cùng hung cực ác. Tần Tang ám thị, nhưng vẻn vẹn thông qua chuyện này, quá mức phiến diện, không thể kết luận. Đàm Hào thất tung quá lâu, mịt mù không tin tức, tình cảnh khó liệu. Tin tức tốt là Đàm Hào còn sống. Michael và Lý Ngọc Phủ yên lặng đứng ở một bên, không dám quấy nhiễu Tần Tang. Tần Tang suy tư một hồi, khoanh chân ngay tại chỗ, thôi động thần thức, bao trùm cả tòa thôn trại, tìm tòi tỉ mỉ, nhưng không tìm được dấu vết tu tiên giả lưu lại. Yêu loạn phát sinh hơn trăm năm trước, năm đó người gặp phải đều là phàm nhân, sớm đã tạ thế, lưu lại chỉ có tin đồn truyền miệng. Tần Tang và Michael hỏi mấy người, cơ bản đều giống nhau. Nội dung truyền thuyết tất sẽ cực kỳ khoa trương, thiên băng địa liệt. Không cách nào phán đoán thực lực Đàm Hào lúc ấy. Tần Tang cẩn thận ở trên đảo tìm tòi một phen, chắc chắn không có tu tiên giả chọn ở chỗ này tu luyện. Xem ra, lúc ấy Đàm Hào hẳn là vừa lúc đi qua, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Không biết bọn họ tiềm tu tại phụ cận hay là vẻn vẹn chỉ đi qua. Nếu như là đi ngang qua, bọn họ muốn đi đâu? Tần Tang bay đến giữa không trung, hải vực trống trải, nhìn không sót gì. Hắn nhìn thoáng qua phương Bắc, sau đó rời đi, nhìn chăm chú hướng phong bạo. Chẳng lẽ bọn họ đã rời Bắc Thần Cảnh? Như vậy mới có thể giải thích vì sao quỷ mẫu chưa từng xuất hiện tại Tử Vi Cung. Nếu không thì, tiếp dẫn đài hiện thế, quỷ mẫu khẳng định sẽ giống Bạch, Ngọc Cốt ma đầu, bức thiết muốn thoát khỏi tòa lồng giam này. Lý Ngọc Phủ và Michael bay lên. Tần Tang nhìn hướng Michael, động phủ tiền bối kia đâu? Sau khi Michael phát hiện pho tượng Đàm Hào, một mực thủ tại chỗ này, không hề để tâm tới việc của mình. Lý Ngọc Phủ sững sờ, cười chắp tay, chúc mừng sư muội. Michael cũng lộ ra thích thú, sư tôn tự thân xuất mã, nhất định sẽ không có sơ hở nào. Ngày thứ hai, ba người đi tới một mảnh hải vực trống trải. Tần Tang cầm trong tay một khối bảo ngọc vàng đen. Bảo ngọc lấp lóe ánh sáng nhạt, trong bóng đêm có thể thấy rõ ràng, quang mang huyền hoàng bị vật gì hấp dẫn, sau cùng chỉ hướng nơi này, phía dưới nước biển. Tần Tang dùng trọn vẹn một ngày mới xác định vị trí động phủ tiền bối, nếu là Michael, chỉ sợ ít nhất phải mấy tháng mới có thể. Độ nhập đáy biển, cực tốc chìm xuống. Không bao lâu, nhìn thấy dưới mặt nước đổ xuất một tòa sơn phong. Trên núi mọc đầy rong rêu, một mảnh hoang vu, nhưng bảo ngọc vàng đen lại chỉ hướng ngọn núi này. Tần Tang đánh thức Thiên Mục Điệp, rất nhanh khóa chặt một mặt vách núi bị các loại tảo bao trùm. Rơi vào trước vách núi, Tần Tang nhìn kỹ một hồi, trong nháy mắt đánh ra một đạo lôi quang. Lôi quang rơi vào trên vách núi, sụp đổ một mảnh đá vụn, thoạt nhìn không có gì khác thường. Nhưng yên lặng chờ một đoạn thời gian, chỗ sụp đổ đột nhiên xuất hiện một đạo chấn động nhỏ bé, khôi phục như lúc ban đầu. Tần Tang trầm ngâm một lát, đột nhiên gọi ra Kim Trầm Kiếm. Sau một thoáng, kiếm quang lóa mắt, nước biển sôi trào. Michael và Lý Ngọc Phủ không hẹn mà cùng nhau mắt lại, cảm nhận được uy thế một kiếm này, ánh mắt hiển hiện sùng kính và hâm mộ, nhưng ngay sau đó bọn họ phát hiện không được bình thường. Hai người liếc nhau, lộ ra kinh hỉ và ngạc nhiên. Chúc mừng sư bá, chúc mừng sư tôn. Trong âm thanh chúc mừng của hai người, Kim Trầm Kiếm mạnh mẽ chạm vào trên vách núi. Cảnh tượng vách núi đổ nát không xuất hiện, sau một cơn chấn động lộ ra một bình chướng màu đen. Kim Trầm Kiếm đâm xuyên qua vách núi, lưu lại một vết rách. Bên trong vết rách hắc quang phun trào, hình như có một vòng xoáy. Đi vào,
Tần Tang thấp giọng nói một câu, lách mình đi vào. Lý Ngọc Phủ và Michael đè xuống vẻ hưng phấn, vội vàng đuổi theo. Bảo Ngọc vàng đen cũng không phải là tín vật, bọn họ chỉ có thể xông qua linh trận thủ hộ động phủ. Ầm ầm, thiên lôi địa hỏa, thạch đao băng tiễn, phô thiên cái địa. Uy lực linh trận không thể coi thường, Michael và Lý Ngọc Phủ âm thầm kinh hãi, nếu một mình bọn họ tiến đến, chỉ sợ tối đa chỉ có thể kiên trì mấy hơi, tuyệt đối không thể phá trận vào được. Lúc này, linh trận công kích lại không thể làm bị thương bọn hắn. Kim trầm kiếm treo ngược trên đỉnh đầu bọn hắn. Tần Tang chắp tay đi, thần sắc khoan thai. Kiếm khí hình thành quanh ba người một tầng bình chướng, vững vàng bảo hộ bọn hắn. Tần Tang một mạch cải biến phương hướng, bất kể trận thế biến hóa thế nào, cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn. Không bao lâu, toàn bộ công kích đột nhiên tiêu thất, xung quanh trong nháy mắt tĩnh lặng lại. Nơi này linh khí nồng đậm, có động thiên khác. Bọn hắn đứng trong một tòa đình viện, vừa nhìn là biết nơi này hoang phế đã lâu, cũng may toàn bộ động phủ còn hoàn hảo, cửa phòng đóng chặt. Tần Tang lại lần nữa ra tay phá giải cấm chế, tìm, tòi một phen, tìm tới mấy món pháp bảo và ngọc giản, còn có một mảnh dược điền, nhưng không có linh dược chân quý. Dẫn chiều quyết, lấy về đặt ở nội môn đi. Tần Tang xem xét ngọc giản, phát hiện là một môn công pháp không tệ, ném cho Lý Ngọc Phủ. Còn những pháp bảo kia cũng khó lọt vào pháp nhãn Tần Tang, liền ban cho hai đệ tử, tạ ơn sư tôn ban bảo vật. Michael tiếp nhận một đôi hỏa như ý cùng một bộ pháp bảo kim châm, mừng khấp khởi hành lễ. Lý Ngọc Phủ cũng thu hoạch một thanh kim kiếm, uy lực bất phàm. Đuổi đi hai tên đệ tử, Tần Tang xuất thủ dọn dẹp động phủ, đặt chân tạm thời tại đây. Sau đó mấy tháng, Tần Tang che giấu thân phận, âm thầm điều tra. Hắn dò xét hải vực quanh đảo nhỏ không biết bao nhiêu lần, về sau mở rộng phạm vi, ra vào các đại phường thị trong sa mạc, nhưng từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Đàm Hào và quỷ mẫu như phù dung sớm nở tối tàn, trừ chỗ này ra, tìm không thấy bất cứ dấu vết gì. Cao Nguyên Thiên Hành. Hôm nay là ngày Bắc Thần Minh nghị sự, địa điểm nghị sự luân phiên tại các vực, lần này diễn ra tại Cao Nguyên Thiên Hành. Trong băng tinh cung, Nhạc Khôi, Nhạc Ngô huynh đệ tự thân chủ trì. Các vực khác đều có mặt tu sĩ Nguyên Anh, yêu tộc Xà Vương và Kinh Vũ đều tại đây, bất quá nhân tộc chỉ có một vị Nguyên Anh trung kỳ là Thu Chỉ Tiên Tử. Chuyện thương thảo cơ bản giống nhau, không có gì hơn là các việc tiếp dẫn đài, chiến trường cổ tiên cùng Uyên Khư, thuận tiện mở giao dịch hội cỡ nhỏ, trao đổi với nhau. Trừ những người đó ra, còn có một số đệ tử danh môn đại phái đại diện trưởng bối đến tham dự. Trong băng tinh cung truyền ra trận trận tiếng cười, trò chuyện vui vẻ. Đúng lúc này, một đạo độn quang không cần che giấu, nháy mắt đã tới, đột nhiên rơi vào trước băng tinh cung. Mọi người có cảm giác, ngưng mắt nhìn lại, thấy là Tần Tang, đều rất là ngạc nhiên. Tần quán chủ, quý khách, khuôn mặt Nhạc Ngô tươi cười đón lấy, đột nhiên cứng đờ, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1902, mảnh vỡ Uyên Khư. Băng tinh cung hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thần sắc những người khác cũng không tốt hơn Nhạc Ngô. Cho dù tâm trí mạnh như Nguyên Anh, tất cả đều lâm vào ngốc trệ, ánh mắt nhìn Tần Tang giống như là đang nhìn quái vật vậy. Đám tiểu bối đứng hầu dưới tay nhìn không ra tu vi Tần Tang biến hóa, nhìn bộ dạng cổ quái của những lão tổ Nguyên Anh này, đều sợ không dám lên tiếng, thần sắc khác nhau. Thế nào? Chư vị chẳng lẽ không chào đón Tần Mỗ? Tần Tang đi vào băng tinh cung, phát ra một tiếng cười khẽ. Sao dám? Sao dám? Tần quán chủ mau mời. Nhạc Ngô huynh đệ như ở trong mộng mới tỉnh, luôn miệng bồi tội, bước nhanh tới nghênh đón. Trước đó, bọn họ xem Tần Tang như khách quý, là cảm tạ hắn trợ giúp Thiên Hành Minh đuổi đi tội uyên. Lúc này, trong ánh mắt bọn họ lại thêm tôn kính với cường giả. Thu Chỉ Tiên Tử đứng dậy, đôi mắt đẹp khóa chặt Tần Tang, giống như là muốn xem thấu nội tình hắn, ha ha. Không nghĩ tới, Tần đạo hữu trong thời gian ngắn đã đột phá Nguyên Anh trung kỳ. Hôm nay, thiếp thân cũng không phải là đối thủ của đạo hữu rồi. Lời này vừa ra, toàn trường sợ hãi. Cái gì? Tần tiền bối đột phá Nguyên Anh trung kỳ sao? Làm sao có thể? Bọn tiểu bối trừng mắt như chuông đồng, khó mà tin.
Xà Vương liếc Kinh Vũ bên cạnh, Tần đạo hữu đột phá là chuyện tốt, đạo hữu sao lại giấu giếm như thế? Kinh Vũ cười khổ, có chút của trách nhìn Tần Tang, ta vừa mới xuất quan, liền nhận lời đạo hữu tới tham gia nghị sự, còn chưa kịp hỏi tiểu bối, nào biết Tần đạo hữu. Trong tay, Tần Tang có 3 cây thi hoa huyết phách, Kinh Vũ là người biết rõ nhất. Nhưng nàng cũng không nghĩ ra, Tần Tang có thể nhanh như vậy đã đột phá Nguyên Anh trung kỳ. Tốc độ tu luyện này thật là kinh người. Diệp lão ma nếu như vẫn còn, cũng phải tự thẹn không bằng, cảm thán Bắc thần cảnh đã sinh ra một thiên tài. Bình cảnh chẳng lẽ không tồn tại sao? Nhân tộc lại ra nhân tài kinh thế như vậy. Xà Vương cảm thán, thần sắc có chút lo lắng. May mắn là Tần đạo hữu. Kinh Vũ đè xuống ánh mắt kinh ngạc, nói. Xà Vương gật đầu mạnh, không sai, may mắn là Tần đạo hữu. Tần Tang được mời đến thượng tọa. Bầu không khí băng tinh cung cực kỳ dị thường, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người Tần Tang, xem ra rất khó tiếp tục nghị sự nữa. Vận khí tại hạ không tệ, may mắn được chút cơ duyên, không nghĩ tới thừa thế xông lên đột phá bình cảnh. Tần Tang nói qua loa, trong ánh mắt mọi người rõ ràng là không tin. Tần Tang không giải thích nhiều, những người khác cũng không dám truy vấn. Sau một hồi khen tặng khiến người buồn nôn, nghị sự tiếp tục, nhưng mọi người đã bị xung kích quá lớn, đều một bộ dạng không yên lòng, kết thúc trong qua loa. Bất quá chuyện Tần Tang muốn biết, đều đã hỏi thăm rõ ràng. Mặt khác, Tần Tang không che giấu nữa, công nhiên treo thưởng tại Bắc Thần Minh, tìm kiếm tung tích Quỷ Mẫu và Đàm Hào. Căn cứ đoạn thời gian qua sưu tập tin tức, Tần Tang suy đoán, Đàm Hào và Quỷ Mẫu đại khái đã không còn ở tại Bắc Thần Cảnh, treo thưởng bất quá là để chứng minh dự đoán này. Muốn tìm Đàm Hào, chỉ sợ phải đi ra Bắc Thần Cảnh, đi tam cảnh khác. Vừa vặn Tần Tang vừa đột phá, tu vi trong thời gian ngắn rất khó tiếp tục đề thăng, cũng muốn đi ra du lịch một phen. Lấy tu vi hắn hiện tại, hẳn là có thể miễn cưỡng xuyên qua phong bạo, trong tay hắn có Vọng Nguyệt Tê Sừng, không cần phải lo lắng trong phong bạo mất phương hướng. Với những người khác còn nắm chắc hơn. Trước khi đi, phải bế quan một đoạn thời gian, củng cố tu vi, đồng thời còn có mấy chuyện cần làm. Nghị sự kết thúc, Tần Tang và Kinh Vũ một đường, không trở về Thanh Dương Quan, mà bay hướng Tội Uyên. Giữa bọn họ không cần thổi phồng nhau, Kinh Vũ chỉ hỏi Tần Tang tâm đắc bế quan đoạn thời gian này. Tần Tang nói đến kế hoạch của mình. Chỉ sợ ta không tiện đi cùng Tần đạo hữu, Sắt Lôi tiến cảnh tu vi không tệ, nhưng còn cần ta tự mình kiểm tra. Trải qua thời gian dài cẩn thận mài giũa, mới có thể yên tâm để nó phục dụng thi hoa huyết phách. Kinh Vũ xin lỗi nói, Tần Tang vốn không muốn kinh động đến Kinh Vũ. Kinh Vũ lưu tại Bắc Thần Cảnh trông giữ gia nghiệp, không kẻ xấu nào dám vọng động, hắn có thể không ràng buộc đi bên ngoài du lịch. Thanh Dương Quan tuy là Tần Tang tuân theo nguyện vọng Vân Du Tử mà sáng tạo ra, nhưng dù sao cũng là tự tay hắn sáng lập, hắn cũng không muốn Thanh Dương Quan suy bại nhanh như vậy. Sau khi ta đi, Thanh Dương Quan giao phó cho đạo hữu. Tần Tang nói, đạo hữu yên tâm. Kinh Vũ gật đầu, đột nhiên cười ra tiếng, mới vừa rồi có thấy biểu lộ của những lão gia hỏa kia không? Lần này ngươi đột phá quá dọa người, cho dù ngươi không lộ diện, đoán chừng trong ngàn năm cũng không ai dám động đến Thanh Dương Quan. Hai vị đạo hữu đang nói cái gì, sao lại cao hứng như vậy? Bay ở phía trước Thu Chỉ nghe được tiếng cười, thả chậm tốc độ, quay đầu lại hỏi. Tần Tang lắc đầu, đuổi theo Thu Chỉ tiên tử, nghe ngóng chuyện Uyên Khư. Thương Hồng chân nhân còn dưới đáy thiên ngân, đang không ngừng tìm kiếm, không được lạc quan. Thu Chỉ tiên tử cũng không giấu giếm nói, chân nhân tìm tới mấy chỗ, nhưng đều không có kết quả tốt. Chỉ có một nơi hư hư thực thực có mảnh vỡ Uyên Khư, nơi đó cực kỳ hỗn loạn và nguy hiểm, thử nhiều lần, đều thúc thủ vô sách. Lần này, có Tần đạo hữu tương trợ, nhất định sẽ có thu hoạch. Nhiều năm như vậy, chỉ tìm tới một nơi. Thấy Thu Chỉ tiên tử gật đầu, trong lòng hắn hơi trầm xuống. Uyên Khư thật triệt để hủy diệt sao? Đến Tội Uyên, Thu Chỉ tiên tử mời bọn họ đi tông môn làm khách. Vài canh giờ sau, ba người tiến vào thiên ngân, tụ họp lại với Thương Hồng chân nhân. Dưới đáy thiên ngân nguy hiểm hơn xa trước đó. Mảnh vỡ cổ cấm ở khắp mọi nơi, không gian nơi này cũng bị xé rách. Bây giờ, tu sĩ Kim Đan đã không dám tiến vào chỗ quá sâu thiên ngân. Cho dù mạnh như bọn Tần Tang, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, tránh xa những hào quang bay lượn khắp nơi. Hào quang chính là loạn lưu, có nối thành một mảnh, có chỉ một đạo mỏng manh. Nếu bị những loạn lưu này va chạm,
một phần vạn bị mang vào cổ cấm hoặc là đụng vào vết nứt không gian, kết cục nhất định giữ nhiều lành ít. Thăm dò ở đây mấy chục năm, thần sắc Thường Hồng chân nhân mơ hồ lộ ra mỏi mệt. Lại không để ý cảnh giới Tần Tang, nếu không gã chắc chắn sẽ chấn kinh. Mọi người đi tới địa điểm mục tiêu. Nhìn cảnh tượng phía trước, rốt cuộc Tần Tang minh bạch vì sao lâu như vậy mà không tiến triển. Phía trước hào quang nối thành phiến, cổ cấm, vết nứt không gian cùng loạn lưu loạn thành một bầy, mà mảnh vỡ uyên khư hư hư thực thực, ngay tại trung tâm hào quang. Tần Tang hơi chần chừ, bốc lên đại phong hiểm như thế, bên trong chưa chắc là huyết hồ hắn muốn tìm, thực sự là không có lời. Thương Hồng chân nhân luôn miệng kêu khổ, nên hắn đáp ứng lời mời giúp đỡ. Bọn họ biết Tần Tang mang một môn thần thông linh mục khó lường, ở chỗ này sẽ có tác dụng lớn, trước đó đi Thanh Dương Quan mời nhiều lần, đều vô công mà về. Rốt cuộc nhìn thấy chính chủ, há có thể buông tha. Tần Tang suy tính thật lâu, đáp ứng xuất thủ. Chúng Nguyên Anh mừng rỡ. Bọn hắn nghiên cứu thật lâu, đã tìm tới chỗ đột phá. Nguyên Anh phủ, Khôi và Kinh Vũ hộ pháp một trái một phải, Tần Tang thôi động thần thông thiên mục, dẫn dắt mọi người tìm kiếm đường đi. Trọn vẹn dùng mấy tháng, rốt cuộc có phát hiện mới, nhưng đến cuối cùng gặp phải chướng ngại vật. Ở chỗ này, đã có thể nhìn ra, bên trong xác thực là một khối mảnh vỡ uyên khư, đáng tiếc không phải là huyết hồ. Nơi này quá nguy hiểm, Tần Tang quyết định rút lui để đám Thương Hồng chân nhân tiếp tục nghiên cứu. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1903, Ngoại Lai. Thương Hồng ăn thiệt thòi trong tay Diệp Lão Ma, khả năng còn nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng tượng. Ta thậm chí hoài nghi, hắn đã từng ăn khô nguyên đan. Bay ra thiên ngân, Kinh Vũ quay đầu, nhìn xuống dưới, đột nhiên nói, là ý gì? Tần Tang hỏi lại. Kinh Vũ cũng suy đoán, nếu không có nguyên nhân, Thương Hồng vì sao hăng hái tiến lên như vậy, ngựa nhớ chuồng à? Nhìn bộ dạng hắn, thật giống như xem mảnh vỡ uyên khư là cây cỏ cứu mạng. Đương nhiên, cũng có thể hắn biết chút gì đó. Cường giả đỉnh phong đời trước, lần lượt rút lui. Tần Tang gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, không tính Diệp Lão Ma. Xích Phát Lão Tổ, Thiên Chính Lão Nhân trước sau vẫn lạc. Chân Nhất Đạo Trưởng cưỡng ép phi thăng, sinh tử chưa biết. Thông U Ma Quân và Vũ Vương từ sau khi Tử Vi Cung trở về, một mạch tuyên bố bế quan, đã lâu không có tin tức bọn họ. Thông U Ma Quân và Xích Phát Lão Tổ cơ hồ quật khởi cùng lúc, thẳng đến khi Xích Phát Lão Tổ vẫn lạc, từ đầu đến cuối bị áp một đầu. Nghe nói Vũ Vương tại Tử Vi Cung có đại thu hoạch, nhưng có thể đột phá hóa hình hậu kỳ hay không cũng là ẩn số. Mấy người phong lưu, phải nhìn hôm nay. Hai người trở lại Thanh Dương Quan, dừng lại mấy ngày, lại lần nữa khởi hành, đi tới Huyền Lô Quan. Xà Vương, Khiên Cơ Yêu Vương đang đợi. Bọn họ, Tần Tang còn mời Băng Hàm và Hướng Thanh. Tử Vi Cung phi thăng đã qua mấy chục năm, chiến trường cổ tiên dần dần gần như ổn định. Từ những đạo hữu khác đạt được một ít tin tức, Tần Tang quyết định tự mình vào xem. Đám người Băng Hàm và Tần Tang không mưu mà hợp, được mời không chút do dự đáp ứng. Trên tường thành Huyền Lô Quan, sáu người ngửa đầu nhìn hướng quan ngoại. Chính là lúc linh chiều mãnh liệt nhất, phong bạo quét sạch thiên địa, rõ ràng đang chính ngọ lại một mảnh ảm đạm. Ầm, ầm, đại trận hộ thành bị phong bạo xung kích. Đại trận hình thành bình chướng thủ vệ Huyền Lô Quan, vững vàng ngăn cản phong bạo ở ngoài. Thủ vệ xếp bằng ở sau bình chướng, tận lực thôi động linh lực, chống đỡ quang tráo. Thủ vệ hết sức, lập tức sẽ bị thay đổi. Từng đội thủ vệ Huyền Lô Quan xuyên tới xuyên lui, dáng vẻ vội vàng, nhưng cũng làm đâu vào đấy. Nhìn như khổ cực, nhưng đối với bọn họ cũng có chỗ tốt, đây cũng là quá trình tinh luyện linh lực thể nội. Thủy triều thay đổi, vài canh giờ sau, uy lực phong bạo đã yếu đi, áp lực đại trận hộ thành giảm nhiều, bọn thủ vệ tranh thủ từng giây đi nghỉ ngơi. Đám Tần Tang tranh thủ ra thành, ngoại vi phong bạo không tạo thành uy hiếp với bọn hắn, thần sắc mọi người nhàn nhã. Sau gần 50 năm, Tần Tang tiến vào lại chiến trường cổ tiên, tỉ mỉ quan sát sau đó phát hiện nơi này đã hoàn toàn thay đổi, nhớ lại lần đầu mới vào chiến trường cổ tiên, không khỏi lòng sinh cảm khái. Mọi người một khắc không ngừng, chạy như bay trong phong bạo. Mục tiêu bọn họ hẳn là chỗ Tử Vi Cung cũ, hẳn là tại nơi này. Kinh Vũ nhìn bốn phía, ngữ khí hơi chần chừ.
nơi này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn tìm không thấy dấu vết cũ. Phong vân khí xoáy hoàn toàn không còn tăm hơi, hiện tại không nhìn thấy chút vân khí nào, không gian trở nên ổn định hơn so với lần trước rời đi. Xuyên thấu qua, vết nứt không gian và phong bạo, có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng cách không xa phía trước. Mặt đất hãm sâu, lại xuất hiện một cái hố to, không biết sâu rộng bao nhiêu. Băng Hàm đã tới mấy lần, nhẹ gật đầu, chỉ nơi đó nói, nơi này sau khi không gian ổn định mới thấy, hố sâu là đầu nguồn phong vân khí xoáy. Chúng ta đoán là, năm đó hẳn là vực ngoại tiên cung rơi xuống nơi này tạo thành. Tần Tang tiến lên vài bước, nhìn chăm chú nửa ngày. Vào xem mới biết được, tiên cung rốt cuộc là vực ngoại bay tới, hay là được xây ở nơi này. Tần Tang nhìn hướng Băng Hàm, xin đạo hữu dẫn đường. Băng Hàm gật gật đầu, tế lên pháp bảo hộ thân, bay tới đằng trước. Tần Tang và Kinh Vũ một trái một phải bảo hộ Băng Hàm, bọn Xà Vương thì theo ở phía sau. Cẩn thận từng ly từng tí đi xuyên giữa vết nứt không gian, đi tới biên giới hố sâu. Cúi người nhìn xuống phía dưới, một mảnh đen kịt. Hẳn là có không ít đạo hữu đã tới. Có ai ở chỗ này tìm ra loại hình như bí cảnh không? Hoặc là tàn tồn cổ cấm, cũng có thể nhìn ra chút gì. Kinh Vũ trước đó một là củng cố tu vi, hai là dạy dỗ bàn kê, cũng không có cơ hội đi qua. Băng Hàm ừ một tiếng, Lư đạo hữu đã từng ba lần dò hố sâu, nghe nói tìm tới một nơi không tầm thường. Nói xong, Băng Hàm nhìn hướng Tần Tang. Tần Tang và Lư Bá Viễn giao tình không tệ, trước khi đến đã hỏi qua gã, Lư đạo hữu xác thực có phát hiện di tích cổ tu hư hư thực thực ở phía dưới. Đáng tiếc hủy hoại quá nghiêm trọng, Lư đạo hữu không thu hoạch được gì. Bất quá, đi xem một chút cũng không ngại. Mọi người nghe theo. Vẫn như cũ do Băng Hàm dẫn đường, liên tục đi xuống. Càng đi về phía trước càng hỗn loạn, cơ hồ nửa bước khó đi. Cũng may có Thiên Mục Điệp, giúp bọn hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đi xuống không biết bao lâu, còn xa mới tới chỗ sâu nhất. Tần Tang tìm tới tiêu ký mà Lư Bá Viễn nói, sau đó thay thế Băng Hàm, cải biến phương hướng, đi một hồi bên phải, trông thấy một khối đá đen tàn phá. Đá đen giống như là nền móng gì đó, bị cự lực va chạm, xuất hiện mấy vết nứt nhìn thấy mà giật mình. Tần Tang tra xét một hồi, nhìn ra nó dường như là trận khí, tìm quanh lại phát hiện mấy chỗ tàn tích. Bọn họ suy đoán, nơi này hẳn là một tòa cung điện cổ xưa, hiện tại ngay cả một khối ngói cũng không thấy, chỉ còn lại những vật này. Tàn trận bảo tồn đến nay, uy lực khẳng định không yếu, nhưng không thể so với Tử Vi Cung. Xà Vương lắc đầu liên tục. Cho dù tạo nghệ trận pháp cấm chế không kém, cũng có thể nhìn ra cả hai căn bản không cùng một cấp bậc. Tần Tang nhìn càng thêm cẩn thận. Theo ý kiến của hắn, cơ bản có thể xác định nơi này và Tử Vi Cung không chút liên quan nào. Tần đạo hữu, ngươi đang suy nghĩ gì? Tần Tang trầm tư rất lâu, Kinh Vũ chú ý tới dị dạng, truyền âm hỏi dò. Không có gì, nơi này không có gì để xem. Đi chỗ khác tìm một chút đi, nói không chừng vận khí tốt lại phát hiện cổ bảo, sẽ không uổng công chuyến này. Tần Tang lắc đầu, đề nghị, mọi người nghe theo, tiếp tục thâm nhập. Tần Tang vừa đi, vừa phân tâm nội thị Tử Phủ Nguyên Thần. Tản đi âm dương giáp, bề ngoài Nguyên Thần, Phật Ngọc tản ra hoàng quang nhàn nhạt. Tần Tang lâm vào trầm tư. Sau khi Tử Vi Cung phi thăng, trong đầu hắn vẫn quanh quẩn một vấn đề, lần này tới là để chứng minh. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tử Vi Cung hẳn là tiên cung ngoại vực rơi xuống, vốn không thuộc về nơi này. Như cổ ma cũng là lai lịch không rõ. Giới vực này, mình cũng giống như Tử Vi Cung, cũng là ngoại lai. Trước kia, mỗi lần Tử Vi Cung xuất thế, khoảng cách thời gian mặc dù không cố định, nhưng thời gian chênh lệch sẽ không quá lớn. Mà sau khi mình tới, chuẩn xác hơn thì Phật Ngọc, mang chính mình đi tới nơi này. Tử Vi Cung mỗi lần xuất thế thời gian đều kéo dài trên diện rộng, phảng phất bị cái gì đó triệu hoán, ngắn ngủi 200 năm xuất thế ba lượt, cuối cùng phi thăng. Thật sự là trùng hợp sao? Tần Tang nhìn chăm chú Phật quang ngoài Nguyên Thần, trong đầu lóe lên Phật Ngọc thần bí này, trong lòng yên lặng hỏi, ngươi, rốt cuộc có vai trò gì? Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1904, Kế hoạch. Ngọc Phật không thể trả lời Tần Tang. Tần Tang nhìn Phật quang không chút ba động nào, thúc thủ vô sách.
Hắn hồi tưởng ba lần tiến vào Tử Vi cung, không phát hiện Ngọc Phật phát sinh dạng kiếm linh. Tần Tang nhớ tới, trên người mình còn một vật sống lấy từ Tử Vi cung là kiếm linh sát kiếm. Kiếm linh hẳn biết được nội tình Tử Vi cung, chắc có thể thông qua Tử Vi cung biết chút lai lịch của Ngọc Phật. Nghĩ đến đây, Tần Tang càng nóng lòng muốn đi tìm mảnh vỡ sát kiếm, đánh thức kiếm linh. 3 năm sau, Đào Hoa Cốc, trong động phủ. Tần Tang từ trong nhập định tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt, chân nguyên hơi ba động, chợt yên lặng, khí tức toàn thân thâm thúy, cảm giác không thấy mảy may gợn sóng. Tu vi đã vững chắc. Tần Tang cúi đầu, mắt nhìn đan điền, bên trong ánh mắt không một tia tự đắc, mà ngưng trọng. Đằng sau không còn đường tắt, tự thân tu luyện quả nhiên gian nan. Kỳ thật, tốc độ tu hành hiện tại đã không chậm, khó trách đại tu sĩ thưa thớt như thế. Tần Tang biết rõ đằng sau gấp không được, không ngại đi du lịch bên ngoài một phen, dù sao hắn còn trẻ. Còn hơn 200 năm nữa mới đến thời điểm nghênh đón thiên kiếp lần thứ nhất. Lấy tu vi của hắn, lần thiên kiếp thứ nhất không đáng để lo, không cần nóng lòng nhất thời. Càng nghĩ, Tần Tang trầm ngâm, hiện nay nếu muốn mau chóng tăng thực lực lên, chỉ khổ tu thì không được, đành phải chú tâm lên những thần thông khác. Những năm qua, vì chuyên tâm tu luyện, nên hỏa chủng kim liên và thiên yêu luyện hình đều đình trệ. Thiên yêu luyện hình cách khoảng đột phá tầng thứ tư trung kỳ còn kém xa lắm. Thậm chí, sau khi kết anh, Tần Tang từng cân nhắc qua, cơ hồ gác xó thiên yêu luyện hình, tiến cảnh dị thường chậm chạp. Đằng sau đã có thời gian luyện thể. Bất quá, Tần Tang chuẩn bị chủ yếu đặt tinh lực tu luyện hỏa chủng kim liên trước, mau chóng đột phá tầng thứ hai. Công pháp miêu tả, sau khi hỏa chủng kim liên đột phá tầng thứ hai, thần thức người tu luyện theo đó tăng vọt lên một tầng, chỗ tốt hiển hiện rõ ràng. Thần thức của mình đã không yếu, suy đoán lạc quan hơn chút, sau khi đột phá thần thức chắc có thể hóa hình, đạt đến trình độ đại tu sĩ. Lúc trước, Mưu Lão Ma nhiều nhất tu luyện đến tầng 2, đã từ trong tay chính ma lưỡng đạo vây công chạy thoát, còn giả chết dưới mắt phân hồn cổ ma, đủ thấy thần thức của lão mạnh cỡ nào. Dã tâm của Tần Tang đương nhiên không chỉ dừng lại chỗ đó. Kiêm tu tinh, khí, thần lại giúp ích trong lúc kết anh. Trong quá trình đột phá tiểu cảnh giới, thậm chí thời điểm hóa thần, khẳng định không ngoại lệ. Một bước một dấu chân, vững chắc căn cơ, mới dễ dàng hậu tích bạc phát. Mà hắn có vốn liếng này, định xong kế hoạch tu hành, Tần Tang gọi Hỏa Liên Tử ra. Hỏa Liên Tử tựa như thực thể, cần tiếp tục luyện hóa cửu u ma hỏa, đạt đến chất biến mới có thể đột phá. Tần Tang lấy ma phiên ra, nếm thử luyện hóa ma hỏa, ngạc nhiên phát hiện tốc độ tu luyện nhanh hơn thời điểm nguyên anh sơ kỳ nhiều, thời gian hao phí rút ngắn một khoảng lớn. Không người tham khảo, Tần Tang cũng không rõ ràng còn bao lâu nữa mới nhìn thấy hiệu quả. Ra ngoài du lịch, đồng dạng luyện hóa ma hỏa, không cần ngồi trong động phủ. Luyện hóa xong một tia ma hỏa, Tần Tang vừa lòng thỏa ý thu công, lại nếm thử tu luyện thiên yêu luyện hình. Cảnh giới tăng lên cũng trợ giúp khi luyện thể, nhưng phải tự mình khổ tu mới được, thời gian đột phá khẳng định dài hơn hỏa chủng kim liên nhiều. Sau đó, Tần Tang lại gọi ra pháp bảo, Vân Du Kiếm và Thái Dương Thần Thụ. Vân Du Kiếm không chút biến hóa nào, vẫn còn hình dạng kiếm thai. Tần Tang cẩn thận dùng thần thức dò xét, cảm giác được chân linh yếu ớt, cẩn thận cảm ứng một phen, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Đã qua nhiều năm như vậy, cảm giác không thấy dấu hiệu chân linh lớn mạnh. Thai nghén sinh linh tính, luyện chế linh bảo, quá trình quả nhiên dài dằng dặc còn chật vật. Tần Tang không rõ ràng, bản thân đột phá nguyên anh hậu kỳ và Vân Du Kiếm tiến giai, đến tột cùng ai đến trước. Chỉ cần thành công thai nghén chân linh của tiền bối, chờ bao lâu đều đáng giá. Tần Tang khẽ vuốt kiếm thai một chút, ánh mắt nhất chuyển, nhìn sang Thái Dương Thần Thụ. Thái Dương Thần Thụ biến hóa phi thường rõ rệt. Trong nháy mắt khi lấy món pháp bảo này ra, toàn bộ động phủ bị chiếu sáng, hồng quang càng đầy mặt Tần Tang. Toàn thân Thái Dương Thần Thụ màu xích hồng, lóa mắt hơn trước, tựa như một đám lửa, càng lúc càng giống Phù Tang Thần Thụ trong truyền thuyết. Xung quanh thần thụ, không gian hơi vặn vẹo, tản mát ba động nóng hừng hực. Hiện tại, Tần Tang không dám nếm thử dùng hỏa chủng kim liên thu phục Nam Minh Ly Hỏa, cũng không cần thiết. Chờ dùng hết cửu u ma hỏa rồi hãy nói. Tần Tang chú ý đến 9 nụ hoa trên Thái Dương Thần Thụ. Không giống bản thể, những hoa lửa này co lại thành một đoàn, trở nên đỏ sậm, nội liễm, không chói mắt như thân thể, nhưng càng làm cho người không dám coi nhẹ.
Tần Tang vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí nâng Thái Dương thần thụ lên, quan sát tỉ mỉ đã lâu. Không tệ, Tần Tang gật đầu, pháp bảo không thoát ly trưởng khống, đang biến hóa theo phương hướng hắn dự đoán. Đợi đến khi những ngọn lửa này ngưng tụ tới cực điểm, biến thành chín thần điểu, khi đó, pháp bảo và Nam Minh ly hỏa liền ổn định, hắn đã có thể sử dụng. Thái Dương thần thụ hẳn hoàn thành lột xác sớm hơn Vân Du Tử, uy lực làm cho người chờ mong. Có mấy kiện bảo vật này trong tay, tương lai gặp cường địch, khi đấu pháp chẳng cần phải e ngại. Không cần vắt óc tìm mưu kế tìm pháp bảo, đã có thể chuyên tâm tu luyện, đi tìm mảnh vỡ sát kiếm và tiếp dẫn đài. Thu hồi pháp bảo, Tần Tang lại gọi ba con linh trùng và Echo ra. Hỏa dung đan liên tục cung ứng không ngừng, hỏa ngọc ngô công ăn như gió cuốn, 20 năm trước đã đột phá đệ tam biến trung kỳ, hậu kỳ nằm trong tầm tay. Đáng tiếc, trừ phi gặp đại cơ duyên, hỏa ngọc ngô công rất khó tiến dài. Tiềm lực thiên mục điệp khẳng định vượt qua hỏa ngọc ngô công, nhưng tốc độ tăng lên quá chậm. Tần Tang hưởng qua chỗ tốt của bản mệnh cổ trùng, đương nhiên muốn mau chóng tăng thực lực thiên mục điệp lên, đã nghĩ hết biện pháp, cuối cùng thúc thủ vô sách, đành coi như thôi. Lần này đi tam cảnh Bắc Hải, thuận tiện tìm bí thuật ngự trùng. Phi tam thì đang nằm ngáy o o, Tần Tang coi trọng nó không kém thiên mục điệp, gia hỏa này còn bắt bẻ thiên mục điệp, chờ đến khi ăn sạch độc tảo, chỉ có thể đói bụng. Phi tam là bản mệnh trùng cổ của Echo, cách hắn một tầng. Làm cách nào trợ giúp phi tam tiến giai, Tần Tang không biết, đi một bước nhìn một bước mà thôi. Tần Tang nhấc tay gõ tỉnh phi tam. Phi tam nhìn thấy đồ ăn liền quên đau, một ngụm nuốt sạch độc tảo, xoay thân lật bụng lên, tiếp tục nằm ngáy o o. Tần Tang lắc đầu, ánh mắt nhìn sang Echo. Theo bạch chỉ điểm, Tần Tang đã minh khắc thêm mấy đạo cốt chú lên Echo. Không biết do tác dụng cốt chú hay do bản mệnh trùng cổ ngủ say, đạt được chỗ tốt nào đó. Trạng thái Echo càng ngày càng tốt, khí tức ổn định, khuôn mặt hồng nhuận, ngoại trừ ngủ say thì không khác thường nhân. Càng khiến người ta kinh ngạc, nguyên thần Echo bị hào quang bảy màu bao quanh như một quang kén, bao khỏa nàng vào trong, tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Tần Tang không biết tác dụng hào quang thế nào. Không hề nghi ngờ, dị biến khẳng định đến từ phì tàm. Nhưng không biết do năng lực đặc biệt của phì tàm hay do nó chủ động nhận chủ mới có. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1905, đi xa. Nguyên thần của nàng dường như đang dung hợp với hào quang, chắc không phải chuyện xấu. Tần Tang lộ vẻ chờ mong. Từ khi hắn treo thưởng trong Bắc Thần Minh, trong 3 năm thu được rất nhiều manh mối, các đệ tử Lý Ngọc Phủ bôn ba điều tra khắp nơi, Tần Tang cũng từng xuất quan một lần. Nhưng kết quả không phải hắn muốn tìm. Tiếp theo, Tần Tang lại từ thiên quân giới lấy những vật khác ra, sang chọn một lần, suy tư trước khi đi cần phải chuẩn bị thêm đồ vật nào. Suy nghĩ một chút, hắn lại lấy kim trầm kiếm ra. Kim trầm kiếm vẫn là pháp bảo thượng phẩm. Vì luyện chế Thái Dương thần thụ, hắn đã dùng hết đại bộ phận tài liệu tích xúc. Lần trước đáp ứng hỗ trợ Thương Hồng chân nhân, lại lấy được mấy loại linh vật chân quý, đã bị hắn luyện thành những vật khác, một phần trong đó lưu cho kim trầm kiếm. Tần Tang sớm đã suy tính, đi vào hỏa thất, bắt đầu trùng luyện kim trầm kiếm. Ngày thứ hai, Tần Tang từ bên trong đi ra, thần sắc như thường, đáng tiếc còn kém chút hỏa hầu. Pháp bảo cực phẩm quả nhiên không dễ luyện chế, trong tay còn thập bát ma phiên, không cần phải nóng lòng. Có thể thi triển thất phách sát trận đã đủ rồi, trong lúc du lịch sưu tập linh vật luyện chế lại cũng được. Mặc dù không thành công, Tần Tang cũng không uể oải. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, hắn không định trì hoãn thêm, nhấc tay đánh ra phía ngoài một đạo lưu quang. Bạch Miêu tiếp lệnh, quay người xuất cốc đem tin tức truyền về. Thanh Dương Quan và Thiên Sơn Trúc Hải, Lý Ngọc Phủ vừa lúc về tông môn, đám người Thượng Quan Lợi Phong thì đi du lịch bên ngoài. Không bao lâu, Lý Ngọc Phủ và Đàm Ức Ân đi vào Đào Hoa Cốc, Tần Tang bàn giao vài câu. Trước đó, Tần Tang đã cẩn thận thương nghị với Kinh Vũ, không cần chờ Kinh Vũ đến. Màn đêm buông xuống, Tần Tang phiêu nhiên rời cốc. Lý Ngọc Phủ, Đàm Ức Ân và Bạch Miêu cung kính đứng trước Đào Hoa Cốc, chờ thân ảnh Tần Tang biến mất hồi lâu, thần sắc tràn đầy không bỏ. Bạch Miêu lưu lại trông coi Đào Hoa Cốc, Lý Ngọc Phủ và Đàm Ức Ân thì trở về Thanh Dương Quan, tiến hành an bài.
Chuyến này Tần Tang đi một mình, không mang Tiểu Yêu theo, bên người chỉ có Phù Khôi Nguyên Anh. Tần Tang đi không lâu sau, tu tiên giới truyền tin tức đi. Có nói Tần Tang tiếp tục bế quan khổ tu trong Đào Hoa Cốc, chuẩn bị nhất cổ tác khí đột phá Nguyên Anh hậu kỳ. Chấn kinh thế nhân, cũng có nói Tần Tang đi du lịch, đau khổ tìm kiếm tiếp dẫn đài trong chiến trường cổ tiên. Từng tỏa sáng hào quang rực rỡ trong đại chiến tam vực, lấy tốc độ làm cho người rung động đột phá Nguyên Anh trung kỳ, Tần Tang nghiễm nhiên trở thành nhân vật truyền kỳ của Bắc Thần Cảnh. Truyền thuyết của hắn lưu truyền rộng rãi trong tam vực, bị người nói đến say sưa. Trong suy nghĩ của những người này, Tần Tang trở thành đại tu sĩ đã như ván đóng thuyền, chỉ nhìn thời gian dài hay ngắn thôi. Thậm chí có người nhàn hạ đánh cược Tần Tang có thể đột phá hóa thần kỳ trong truyền thuyết hay không. Bất quá, dù cho thật có ngày đó, người tham dự đánh cược cũng đã hóa thành xương khô, tiền đặt cược không cách nào lấy được. Những nguyên anh khác kiêng kỵ thực lực Tần Tang, huống chi vẫn còn kinh vũ hóa hình trung kỳ chăm sóc. Dù cho Tần Tang thật lâu không lộ diện, cũng không một thế lực nào dám đi sờ Thanh Dương Quan. Thanh Dương Quan độc bá bờ Bắc Vân Thương Đại Trạch, càng thêm hưng thịnh. Bắc Thần Cảnh, Nam Bộ Hải Vực, gió biển phơ phất, mặt nước yên lặng. Tần Tang tùy ý bấm một ẩn thân quyết, ngự kiếm mà đi, cũng không tận lực tăng thêm tốc độ. Lao vùn vụt một trận, không biết bay bao xa, rõ ràng cảm giác được nơi này nổi lên sóng gió. Càng bay về phía trước, sóng gió càng lớn, ầm ầm. Sóng biển ngập trời, một khắc không ngừng, cuồng phong gào thét, tiếng sấm đùng đoàng. Sống trong Thường Lãng Hải hơn trăm năm, Tần Tang không thể quen thuộc cảnh tượng này hơn, sóng gió lớn như thế khẳng định bị phong bạo ảnh hưởng, nói rõ hắn sắp tiếp cận phong bạo. Quả nhiên, không đến thời gian một nén nhang, phong bạo xuất hiện trong tầm mắt. Tần Tang dừng lại, ánh mắt di động, đánh giá thiết mạc phong che khuất bầu trời phía trước. Không ngoài sở liệu, cảnh tượng nơi này không khác phong bạo xung quanh Thương Lãng Hải chút nào. Nghe nói, sau khi đi xuyên qua thiết mạc phong, liền tiến vào tam cảnh Bắc Hải. Nhưng nói thì đơn giản, trong phong bạo nguy cơ trùng trùng, không có khả năng an ổn đi qua. Một khi sơ sẩy, mất phương hướng, vĩnh viễn không thể trở ra. Mà loại chuyện này dễ phát sinh nhất, Tần Tang lấy Vọng Nguyệt Tê Giác ra. Nguyên Trúc từng nói, cường giả yêu tộc trong yêu hải đã từng mang theo Vọng Nguyệt Tê Giác tiến vào phong bạo, ý đồ tìm tới Thương Lãng Hải. Tu vi Nguyên Trúc không đủ, không biết sau khi tiến sâu vào trong phong bạo, tác dụng của Vọng Nguyệt Tê Giác có thể suy yếu hoặc mất tác dụng hay không. Chỉ có thể nhắc nhở Tần Tang phải cẩn thận. Hắn thầm suy đoán, khoảng cách giữa tam cảnh Bắc Hải và Bắc Thần Cảnh chắc sẽ không quá xa, không đến mức Vọng Nguyệt Tê Giác mất đi hiệu lực. Phong bạo mênh mông vô bờ, không một con đường nào an toàn, từ nơi nào đi vào đều như nhau. Dọc theo con đường này, trừ phi may mắn gặp được di phủ cổ tu sĩ còn chưa hủy diệt, nếu không sẽ chẳng có nơi cho hắn điều tức khôi phục, nhất định phải một hơi xông qua. Nhất là phần lộ trình cuối cùng, chân nguyên tiêu hao kịch liệt, không còn đường lui, chỉ có thể vọt tới trước, áp lực cực lớn. Chủ yếu vì hai nguyên nhân này, tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới không dám tùy ý đi qua phong bạo. Tần Tang nhớ đến Thần Yên, lúc nàng rời khỏi Bắc Thần Cảnh, tu vi bất quá chỉ đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ. Không biết trong tay nàng có bảo vật nào đó phụ trợ hay bản thân biết đường đi bí ẩn. Sư phụ của nàng chính là đại tu sĩ, khả năng lưu lại cho nàng một vài thứ rất lớn. Chân nguyên quán chú. Vọng Nguyệt Tê Giác tản mát ánh sáng nhu hòa, cảm ứng huyền diệu chỉ dẫn phương hướng cho Tần Tang. Tần Tang nắm chặt Vọng Nguyệt Tê Giác, tùy ý tìm một nơi, xâm nhập phong bạo. Ầm, phong bạo màu xanh đánh tới. Lúc kim đan kỳ, Tần Tang vì tránh né Mưu Lão Ma đã từng xâm nhập phong bạo, hiện tại không thể làm khó hắn. Thân ảnh Tần Tang phiêu hốt, thong dong né tránh, bay về phía trước như điện xạ. Phong bạo vô biên vô hạn, nơi này không một vật sống, không nhìn thấy điểm cuối cùng, vô cùng ngột ngạt. Một thân ảnh cô độc, không quay đầu lại, cấp tốc phi độn trong cuồng phong. Tam cảnh Bắc Hải, một hải vực trống trải, mặt biển không yên lặng. Vạn dặm không mây, không giống dáng vẻ sẽ có phong bạo. Ầm, đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng sét, tiếng sấm kinh thiên động địa. Một đạo thanh quang đang từ phương Bắc bay tới, như một tia chớp màu xanh, tốc độ nhanh chóng sánh ngang lôi đình, như tên bắn lao vùn vụt trên không trung, trong chớp mắt biến thành một điểm sáng. Mà trong nháy mắt khi thanh quang bay qua, một đỏ một đen hai đạo độn quang đuổi sát theo thanh quang,
khí tức đồng dạng cường đại như Thanh Quang. Yêu khí kinh thiên, truy sát Thanh Quang, vậy mà đều là đại yêu hóa hình kỳ, còn hiển hóa yêu thân. Trong độn quang màu đỏ ẩn hiện yêu thân thần điểu một chân, đầu giống như một bướu thịt, xấu xí không chịu nổi. Từ bề ngoài nhìn không ra huyết mạch thuộc loài nào, toàn thân tản mát xích hồng huyết khí, mùi tanh hôi nồng nặc. Lông vũ thần điểu một chân, tựa hồ vốn không phải màu đỏ, mà do bị huyết khí xâm nhiễm biến thành. Thần điểu một chân thân thể thon dài, cánh chim đại trương, dài đến trăm trượng, nhìn như một mảnh huyết vân, khí tức không chút thua kém Thanh Quang. Trong yêu mục hình tam giác, lộ ra ánh mắt hưng phấn và khát máu, tập trung khóa chặt phương hướng Thanh Quang đào tẩu. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1906, truy sát vạn dặm. Trên lưng thần điểu một chân, một con thú nhỏ đang nằm sấp trên đó. Huyết khí trên người thần điểu không cách nào ô nhiễm tiểu hồ ly. Da lông tiểu hồ ly trắng nõn, trông rất đẹp mắt. Khí tức của nó không yếu đuối như bề ngoài khả ái, thình lình đạt đến đại yêu hóa hình. Bất quá, một chân sau của tiểu hồ ly máu tươi chảy đầm đìa, trong huyết nhục hiển hiện một cỗ khí tức màu đen, xoay tới vặn vẹo, như giòi trong xương, khó mà thanh trừ. Hình thể tiểu hồ ly như một con chuột lớn, hai chân trước duỗi ra, nắm thật chặt lông vũ của thần điểu, đồng dạng nhìn Thanh Quang chằm chằm, trong mắt to tròn tràn đầy tức giận. Một đạo độn quang màu đen khác, theo sát hai yêu. Bộ dáng của nó còn xấu xí, cổ quái hơn thần điểu một chân. Nửa người trên đầu cá, thân cá, mọc đầy vảy màu đen, nửa người dưới mọc hai chân ếch, lúc phi hành thân thể nhảy lên trước, nhìn hơi buồn cười. Tốc độ của oa ngư không chậm, nhưng kém hơn thần điểu và Thanh Quang nhiều, nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Nó há miệng đầy răng nanh, hét lên một tiếng, nhảy xuống biển. Soạt, bọt nước vang khắp nơi, oa ngư như cá gặp nước. Chỉ thấy dưới mặt biển xuất hiện một đạo hắc ảnh, lúc lên lúc xuống, tốc độ tăng vọt, mau chóng đuổi theo. Ba đạo độn quang nhanh chóng biết mất nơi xa, từ phương Bắc bay tới huyết sắc nhàn nhạt, nhạt. Huyết sắc càng ngày càng đậm, máu tươi theo nước biển lưu động, nơi đó không biết chết bao nhiêu người. Dần dần, lại có mảnh vỡ thuyền lớn trôi đến. Bắt mắt nhất chính là một kim sắc long thủ sinh động như thật. Vốn là một chiếc thuyền rồng, ngày nay đã bị phá thành mảnh nhỏ. Hóa thành Thanh Quang chạy trốn chính là Tần Tang, cảm nhận được yêu khí kinh thiên sau lưng. Tần Tang quay đầu nhìn thoáng qua địch nhân đuổi sát không tha, trong lòng âm thầm kêu khổ. Lúc này, hắn đã xuyên qua phong bạo, đến Bắc Hải Tam Cảnh. Quá trình coi như thuận lợi, hữu kinh vô hiểm. Vọng Nguyệt Tê cảm ứng một mực không xuất hiện dấu hiệu suy yếu. Bất quá, khu vực phong bạo còn rộng lớn hơn hắn dự đoán, trên đường tiêu hao vượt quá dự tính, lấy tu vi Tần Tang hiện tại, có chút ăn không tiêu. Bởi vì trên đường một mực không phát hiện nơi đặt chân an toàn, mỗi lần thừa dịp phong bạo suy yếu, hắn gọi Phù Khôi Nguyên Anh ra giúp hắn ngăn cản một trận, giành giật từng giây khôi phục. Cho dù Tần Tang chuẩn bị sung túc, thời điểm xông ra phong bạo, một thân chân nguyên tiêu hao 7-8 phần. Bay ra phong bạo, Tần Tang thở dài một hơi, nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. Hắn vừa đột phá Nguyên Anh trung kỳ, còn hơi miễn cưỡng, mới tới dị địa. Tần Tang nghĩ đến trước tìm một chỗ khôi phục, không ngờ hắn cẩn thận tìm kiếm nửa ngày, trên mặt biển không thấy một hòn đảo nào. Đang tìm kiếm, Tần Tang gặp được một chiếc thuyền rồng phi thường to lớn. Cho dù ở Thương Lãng Hải, lớn thuyền như thế cũng phi thường hiếm thấy. Càng làm cho người ta kinh ngạc hơn, trên thuyền rồng cấm chế trùng điệp, có linh trận phòng hộ, mà trên thuyền lại có tu sĩ kim đan kỳ. Tần Tang che giấu tu vi chân chính, ngụy trang thành tán tu, hiện thân hỏi một chút mới biết, vùng biển này liên tiếp xuất hiện đại yêu, không an toàn, dù cho tu sĩ kim đan kỳ cũng muốn kết bạn đồng hành. Những người này dùng ngôn ngữ, nhất mạch tương thừa. Với Bắc Thần Cảnh, Tần Tang đã không cảm thấy kinh ngạc. Nếu đã biết nơi này không quá an toàn, Tần Tang không muốn lưu lại lâu, liền thanh toán linh thạch, thuê một tĩnh thất trên thuyền, chuẩn bị tĩnh tu trên thuyền, nắm chặt thời gian khôi phục. Không ngờ, thời điểm Tần Tang nhập định, thuyền rồng đột nhiên bị tập kích, trước đó không chút dấu hiệu nào. Linh trận phòng hộ thuyền rồng không đưa đến mảy may tác dụng, liền bị công phá, bị chặn ngang đứt gãy. Người trên thuyền lúc này mới hoảng sợ phát hiện, trên không trung trống rỗng xuất hiện ba nhân ảnh, không chút che giấu yêu khí trên người,
vậy mà đều là yêu vương hóa hình kỳ. Phù Khôi Nguyên Anh phụng mệnh bảo hộ Tần Tang, lập tức xuất thủ phản kích, chờ Tần Tang bị bừng tỉnh, đã bại lộ. Lúc này lại nghĩ lập lại chiêu cũ, ngụy trang thành yêu vương, đã không còn kịp rồi. Cho dù Phù Khôi Nguyên Anh không xuất thủ, chỉ sợ khó mà lừa dối qua ải. Trước đó thành công lừa gạt hai vị yêu vương đều có nguyên nhân. Một lần là trong Thất Sát Điện, có Nguyên Trúc giúp đỡ che giấu. Lần thứ hai là tại Thiên Sơn Trúc Hải. Ly Hồng vốn kiên kỵ Trúc Yêu, tăng thêm Vân Du Tử lưu lại chuẩn bị, mới thiên y vô phùng, để Ly Hồng yêu vương sợ ném chuột vỡ bình. Mà Tần Tang mới đến, còn chưa biết rõ yêu tộc trong Bắc Hải tam cảnh, rất dễ dàng lộ ra chân ngựa, bị đối phương nhìn thấu. Huống chi, chưa chắc yêu vương sẽ thủ hạ lưu tình với đồng tộc lạ lẫm. Kia ba vị yêu vương dường như đi ngang qua, nhìn thấy thuyền rồng của nhân tộc, tùy ý xuất thủ phá hủy. Không nghĩ tới bắt được một đầu đại ngư, ánh mắt sáng rõ, không để ý tới những tu sĩ cấp thấp kia, nhao nhao để mắt tới Tần Tang. Lúc này, Tần Tang khôi phục chưa đến 3 tầng. Nếu chỉ có một yêu vương, Tần Tang phối hợp Phù Khôi, không cần phải sợ đối phương, thậm chí có cơ hội phản sát đối thủ. Địch nhân lại có 3 người, nhất là đầu thần điểu một chân kia, tu vi, còn muốn cao hơn xà vương một bậc. Đầu oa ngư kia cũng có tu vi hóa hình sơ kỳ đỉnh phong, mà lại thần thông của nó phi thường kỳ lạ. Tần Tang đoán chừng trừ phi thi triển kiếm trận hoặc ma phiên, xuất kỳ bất ý, nếu không khó mà đánh giết đối phương. Sau khi thức tỉnh, nhìn thấy loại cục diện này, Tần Tang không nói hai lời, không chút do dự thi triển dịch lôi thuật. Thiên lôi tề phát, Phù Khôi thừa cơ xuất thủ, quả nhiên làm bị thương tiểu hồ ly. Nhưng khi Tần Tang muốn tế kiếm trận hoặc ma phiên, thì Phù Khôi đã bị bức lùi. Ba vị yêu vương hết sức quen thuộc nhau, phối hợp ăn ý dị thường. Dịch lôi thuật vừa bị kích phát, thần điểu một chân trực tiếp hiển hóa yêu thân, xích huyết khí trùng thiên, không công kích Tần Tang mà quay người nhào về phía đồng bạn, há mồm phun ra một đạo huyết quang, phóng đến thiên lôi. Nhưng nó không ngờ đến, uy lực dịch lôi thuật mạnh như vậy, huyết quang và thiên lôi va chạm, bị thiên lôi đánh tan. Dư ba dịch lôi thuật hung hăng phóng tới tiểu hồ ly thực lực yếu nhất. Hoa ngư cũng như thần điểu một chân, lựa chọn cứu đồng bạn, nó há to miệng phun ra một đoàn hào quang màu xanh lục. Đoàn lục quang như chất lỏng sình sệch, trong nháy mắt phủ kín cả vùng không gian. Phù Khôi bị lục quang giáng trúng, động tác lập tức ngưng trệ, trở nên chậm rất nhiều. Nếu không phải Tần Tang sớm lệnh cho Phù Khôi lui về, tránh thoát lục quang, chỉ sợ đã bị địch nhân vây công. Quả nhiên, không phải chỗ nào cũng như Bắc Thần Cảnh, nhân tộc và yêu tộc chung sống hòa bình. Dù cho Bắc Thần Cảnh, giữa dị tộc với nhau cũng khó tránh khỏi tồn tại khúc mắc, đề phòng lẫn nhau. Tần Tang ngầm cười khổ, không biết yêu tộc Bắc Hải tam cảnh càn rỡ đến trình độ nào, một lần liền gặp ba vị yêu vương. Chưa từng nghe nói nơi này là thiên hạ của yêu tộc à. Hắn hơi hối hận, sau khi lên thuyền liền tiếp tục khôi phục, không cẩn thận tìm tu sĩ đồng hành. Hỏi rõ thế cục Bắc Hải tam cảnh, bất quá nhiều nhất chỉ có tu vi kim đan kỳ, đoán chừng cũng không biết bao nhiêu. Cũng may hắn hỏi chủ thuyền mua một trương hải đồ, biết phía trước không xa liền đến lục địa, nơi đó là thiên hạ của nhân tộc, dù cho ba đầu yêu vương đi chung, cũng không dám đuổi giết hắn trên lục địa. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1907, Phong Lão Quỷ. Thanh quang, xích mang, cùng với bóng tối dưới mặt biển. Trong khi truy đuổi, khoảng cách hai bên dần dần bị kéo ra. Ánh mắt ba vị yêu vương đều có chút thay đổi. Trong ba yêu, thần thông oa ngư đặc thù nhất. Thần điểu một chân không chỉ tu vi cao cường, độn thuật trong yêu tộc cũng là hiếm có không ai bằng. Nếu có nguyên anh nhân tộc lạc đàn, bị bọn họ cuốn lấy, cơ hội chạy trốn sẽ xa vời, bây giờ lại gặp phải một gia hỏa có tốc độ bay còn nhanh hơn bọn họ. Lôi độn thuật, tiểu hồ ly khẽ kêu lên, không sai được, tuyệt đối là lôi độn. Lôi độn, trong nhân tộc, loại thần thông này cũng không phổ biến, độ khó tu luyện vượt xa phong độn thuật. Mấy đại thế lực đỉnh tiêm nhân tộc, không nghe nói phương nào có dấu bí thuật tương tự, gia hỏa này có lai lịch gì. Hoa ngư truyền âm hỏi, ngữ khí nó có chút gấp rút, miễn cưỡng chạy theo, rất là cật lực. Thần điểu một chân trầm ngâm nói, chưa chắc không có chân tàng, nói không chừng một mực không ai tu thành, nên bỏ gác xó, hiện tại xuất hiện một kẻ thiên phú đầy đủ, hiện ra dưới ánh mặt trời.
Ngươi cũng nói tu hành lôi độn thuật gian nan, yêu tộc chúng ta, cho dù trời sinh huyết mạch thân thiện lôi điện, lĩnh ngộ cũng không ra lôi độn thì nơi nào có. Vừa rồi môn lôi pháp kia, còn có thần thông lôi độn, nói rõ người này có thể là lôi tu thuần túy. Nhân tộc tu lôi nhiều là ở tướng lôi phủ, bất quá tướng lôi, phủ cách nơi đây rất xa xôi, hắn vì sao xuất hiện ở đây? Mà khí tức lại suy yếu, như vừa đại chiến với địch nhân. Tiểu Hồ Ly nói, người này là Nguyên Anh Trung Kỳ, ngoại trừ yêu cảnh chúng ta, thiên hạ thật lớn đi đâu không được. Nghe đồn tu sĩ tướng lôi phủ tính tình bạo liệt, gây thù hằn khắp nơi, chỉ là không biết hắn gặp phải địch thủ nào, không phải là những đạo hữu khác chứ. Thần điểu một chân khẽ giật mình, hơi biến sắc, nơi khác cũng không có tin cảnh báo, chẳng lẽ? Hoa Ngư truyền âm qua, Trấn An nói, những đạo hữu khác cũng đều kết bạn hành động, hẳn là sẽ không dễ dàng bị một người chém giết. Bất quá, cao thủ bực này vô cớ xuất hiện tại mảnh hải vực này, bất kể là đi ngang qua hay là được phong lão quỷ mời tới trợ thủ, tuyệt không thể bỏ mặc hắn rời đi. Nếu không thì, phong lão quỷ có được cường viện cỡ này, càng khó đối phó hơn. Vừa vặn gặp ngay lúc đối phương suy yếu, chính là cơ hội trời cho. Tiểu Hồ Ly và thần điểu một chân đều đồng ý Oa Ngư phán đoán, thấy thanh quang càng bay càng xa. Ngữ khí Oa Ngư càng thêm vội vàng, Hồ đạo hữu, thương thế ngươi còn bao lâu nữa mới khỏi hẳn? Ta có thể thiêu đốt chân huyết, trong thời gian ngắn tốc độ bay để thăng một mảng lớn, nhưng nhất thiết ngươi phải giúp ta một chút sức lực. Tiểu Hồ Ly cúi đầu nhìn chân sau, vết thương đã có dấu hiệu khép lại. Ba yêu giao tình thâm hậu, Tiểu Hồ Ly lĩnh hội ý đồ Oa Ngư. Tiểu Hồ Ly có một loại bí thuật, vừa vặn phù hợp với bản mệnh thần thông Oa Ngư, hai bên cùng phối hợp. Có thể đề thăng uy lực thần thông Oa Ngư, nhưng nhất thiết phải sớm chuẩn bị, hết sức chăm chú thi triển. Bất quá, ánh mắt Tiểu Hồ Ly có chút do dự, một mình ngươi đuổi theo, chỉ sợ không ổn. Nhân tộc quen dùng pháp bảo, người này vừa rồi chỉ thi triển ra một môn lôi pháp đỉnh tiêm, còn chưa biết bản mệnh pháp bảo. Hắn là gì? Huống chi, hắn còn có một bộ khôi lỗi đẳng cấp Nguyên Anh hộ thể. Ta xưa nay nhạy cảm với nguy hiểm, từ trên thân người này mơ hồ cảm nhận được uy hiếp tính mạng, không đơn thuần là môn lôi pháp kia. Tiểu Hồ Ly sợ không thôi, nếu không phải đồng bạn kịp thời cứu giúp, khả năng nó đã vẫn lạc dưới thiên lôi. Thần điểu một chân mở miệng phụ họa, một mình ta đối đầu người này, chỉ sợ thắng bại khó liệu. Ngoan cố chống cự, cho dù người này ở trạng thái hư nhược, cũng không thể khinh thường. Không bằng trước cứ dí theo hắn, ta cũng muốn xem hắn có thể kiên trì bao lâu, chờ chân nguyên hắn hao hết, chỉ có thể mặc cho chúng ta xẻ thịt. Hoa Ngư trầm mặc một hồi, ngữ khí cũng không lạc quan, động tĩnh quá lớn, nếu đuổi tiếp, chỉ sợ dẫn tới phong lão quỷ. Chỉ cần dây dưa hắn một lát, chờ tất phương đạo hữu đuổi tới là đủ. Bản vương chỉ cần cẩn thận chút, tự vệ vẫn có thể làm được, vừa rồi giao thủ có thể nhìn ra, khôi lỗi Nguyên Anh hắn đã đến lúc nỏ mạnh hết đà, không đáng để lo. Tất phương chính là pháp hiệu thần điểu một chân. Bề ngoài nó khác thần thú tất phương trong truyền thuyết rất xa, tương đồng là chỉ có một chân, miễn cưỡng gán ghép, lấy tôn hiệu như thế. Sau cùng, tất phương cùng Tiểu Hồ Ly bị Oa Ngư thuyết phục. Chỉ chốc lát sau, hắc khí trong vết thương Tiểu Hồ Ly bị khu trừ sạch gọn, dần dần khép lại. Nó phun ra một ngụm chọc khí, Tiểu Hồ Ly phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tất phương hạ thấp độ cao, cơ hồ bay nhanh sát mặt biển, Oa Ngư ra sức đi theo. Chỉ thấy trong yêu mục Tiểu Hồ Ly lóe lên kim quang nhàn nhạt, phù văn quỷ dị xen lẫn trong con ngươi, sau cùng hóa thành một phù ấn chữ vạn, chợt lóe ấn bay hướng mi tâm Oa Ngư. Phù ấn ly thể, Tiểu Hồ Ly lộ ra vẻ mỏi mệt mồng đậm, hiển nhiên môn bí thuật này tiêu hao rất nhiều. Oa Ngư không chống cự, mặc cho phù ấn tiến vào trong cơ thể mình. Một thoáng sau, một tầng kim quang lưu chuyển toàn thân Oa Ngư, biến thành một kim ngư ánh vàng rực rỡ. Sau một khắc, kim quang thu lại. Oa Ngư vươn cổ, thể nội truyền ra tiếng vang như sấm rền, chân sau dùng sức đạp một cái, miệng mở lớn. Phun ra một chùm sáng xen lẫn màu xanh lục và màu vàng, hóa thành một tầng áo mỏng trong suốt, dán chặt ở trên người. Kỳ quái là, tốc độ nó cũng không biến nhanh, dưới mặt nước có thể thấy rõ bóng đen, vẫn như cũ theo sau lưng tất phương. Cùng lúc đó, ý niệm trong đầu Tần Tang nhanh quay ngược trở lại, vừa chạy trốn, vừa suy nghĩ biện pháp thoát thân. Chú ý tới địch nhân dần dần rớt lại phía sau. Tâm thần hắn hơi buông lỏng, nhưng cũng không buông lỏng cảnh giác. Đúng lúc này, Thiên Mục Điệp đột nhiên phát hiện,
dưới mặt nước truyền đến dị dạng. Ánh mắt hắn phát lạnh, thủ trưởng giấu ở trong tay áo dùng sức nắm chặt một ma phiên. Soạt, không có dấu hiệu nào, mặt biển nổ tung, một thân ảnh phóng lên tận trời. Chính là Oa Ngư. Triệt để không cho Tần Tang kịp phản ứng, hư không phía trước là một mảnh xanh biếc, đều bị lục quang chiếm hết. Tần Tang vội vàng không kịp chuẩn bị, đâm thẳng đầu vào. Bị lục quang xông lên, Tần Tang không chỉ độn thuật chịu ảnh hưởng, thần sắc cũng xuất hiện một tia hoảng hốt, ánh mắt đờ đẫn. Oa Ngư cạc cạc cười quái dị. Lục quang chính là thần thông nó đắc ý nhất, không chỉ có thể hạn chế địch nhân mà lại chứa kịch độc. Chỉ dùng thủ đoạn này, nó không biết đã giết chết bao nhiêu kẻ địch thực lực mạnh hơn mình. Gia hỏa này nóng lòng đào mệnh, trong lúc vội vàng nào có thể đỡ nổi loại tập kích này. Thân thể Oa Ngư vẫy một cái, bơi vào lục quang, trong mắt lóe lên hung quang, đang muốn thừa dịp tinh thần Tần Tang hoảng hốt mà hạ sát thủ. Sau một khắc, hung quang đột nhiên biến thành kinh hãi. Soạt, ma phiên xông ra tay áo, cửu u ma hỏa theo sát ra, hóa thành một hỏa long. Ma hỏa hiện thế, lục quang càng không thể ngăn trở ma hỏa chút nào. Dễ như trở bàn tay, ma hỏa xông phá lục quang, khí thế hùng hổ, nhanh nhào về phía Oa Ngư. Cách ma hỏa, Oa Ngư nhìn thấy ánh mắt Tần Tang mỉa mai, chú ý tới trên thân hắn có một tầng tịch độc giáp, trong lòng hối hận không thôi. Vừa rồi giao thủ, Nguyên Anh phủ khôi lĩnh giáo lợi hại của lục quang, Tần Tang biết rõ lục quang chứa kịch độc, đã sớm đánh thức bằng tằm, phòng bị Oa Ngư. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1908, Huyền Nguyệt Đảo. Bằng tằm không để cho Tần Tang thất vọng, nó và Oa Ngư kém nhau một đại cảnh giới. Nhưng thần thông yêu vương hóa hình sơ kỳ phát giáp vẫn không thể xuyên thấu tịch độc giáp, bị vững vàng ngăn cản ở ngoài. Vù, ma hỏa đối diện vọt tới, cảm nhận được uy lực ma hỏa. Lân phiến toàn thân Oa Ngư dựng lên, ánh mắt hoảng sợ. Tần Tang còn ngại không đủ, vỗ túi thi khôi một cái, Nguyên Anh phủ khôi bắn nhanh ra, cùng ma hỏa lao thẳng tới Oa Ngư. Vốn xuyên qua phong bạo, sau đó lại cùng ba yêu kịch chiến một trận, lực lượng khôi ấn thể nội Nguyên Anh phủ khôi tiêu hao đến lợi hại. Khôi lỗi không biết mệt mỏi, nhưng cũng không thể hành động lâu dài. Ma hỏa gần trong gang tấc, nhìn thấy sẽ nhấn chìm Oa Ngư. Oa Ngư lùi nhanh lại, trên thân tầng kim quang cùng lục quang kia đột nhiên bộc phát, thanh thế to lớn, ép tới ma hỏa, trong khoảnh khắc cùng ma hỏa đụng vào nhau. Ma hỏa màu đen, hình bóng phù khôi, ánh sáng màu vàng cùng màu xanh lục. Đủ loại dị tượng giao hội, va chạm, hư không một mảnh hỗn loạn. Cùng lúc, nơi xa truyền đến tiếng xe gió như sấm sét. Một đạo huyết quang như thiểm điện bắn vào chiến trường, chính là Tất Phương nhìn thấy đồng bọn nguy hiểm, vội vàng xuất thủ tương trợ. Nhìn Tất Phương phi tốc tới gần, Tần Tang thầm mắng một tiếng, không quản Oa Ngư chết sống, lập tức thu hồi ma hỏa cùng Nguyên Anh phù khôi, chợt lóe lên sông ra phạm vi lục quang, tiếp tục chạy nhanh. Chỉ cần cho hắn mấy hơi thở, Tần Tang có lòng tin chu sát Oa Ngư, nhưng lại khó thoát khỏi nguy hiểm. Địch nhân lớn nhất chính là Tất Phương, bất luận thế nào cũng không thể bị Tất Phương dây dưa kéo lại. Nội thị thể nội, chân nguyên tiêu hao một thành, hắn ăn vào đan dược, tay cầm linh thạch, giành giật từng giây khôi phục, nhưng đều là hạt cát trong sa mạc. Vèo, Tất Phương bay tới, trên chiến trường truyền ra tiếng kêu to oa oa. Oa Ngư tức đến nổ phổi, từ bên trong nhảy ra. Trước ngực nó bất ngờ xuất hiện một vết cào, suýt nữa mở ngực mổ bụng nó. Vảy cá còn cứng hơn pháp bảo áo giáp, lúc này cháy đen một mảnh, thân thể lắc một cái, hóa thành bụi bặm rì rào rơi xuống, lộ ra huyết nhục đỏ tươi, đau đớn vạn phần. Nếu không phải Tiểu Hồ Ly và Tất Phương tương trợ, nó đã mất mạng tại chỗ. Mặc dù không chết, chiến lực lại bị tổn hao nhiều, không có khả năng tiếp tục đuổi giết Tần Tang. Ba yêu nhìn nhau. Không nghĩ tới, ba người bọn họ liên thủ, không chỉ giết không được địch thủ lâm vào suy yếu, ngược lại phe mình một kẻ bị thương nặng, một kẻ tiêu hao quá độ. Mau đuổi theo. Người này đã là nỏ mạnh hết đà, tuyệt không thể để cho hắn chạy trốn. Oa Ngư nhe răng trợn mắt, nghiêm nghị kêu to, hận không thể ăn sống nuốt tươi Tần Tang. Nó không nguyện ý thừa nhận, trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Uy lực ma hỏa thật là đáng sợ, Tiểu Hồ Ly phán đoán đã đúng.
Nếu như gặp phải địch thủ lúc toàn thịnh, chạy trối chết rất có thể là bọn họ. Tiểu hồ ly lúc này khoan thai đi tới, vừa rồi vì không liên lụy Tất Phương, đã sớm từ trên thân Tất Phương nhảy xuống. Tất Phương gật đầu, các ngươi cẩn thận, không nên để nhân tộc gặp phải. Vù, cuồng phong gào thét, Tất Phương đuổi sát theo, lưu lại tiểu hồ ly cùng. Hoa ngư một mặt nhìn nhau, vèo vèo, thanh quang và xích mang vạch phá trời cao, không chút nghỉ ngơi che giấu, ngoài tầm mắt cũng có thể cảm giác được thanh thế độn quang. Thấy đuổi theo chỉ có Tất Phương, Tần Tang thầm nói chính mình mới vừa xuất thủ không uổng phí, địch thủ càng ít, cơ hội thoát thân càng lớn. Đáng tiếc quá mức suy yếu, không thì Tần Tang sẽ dám quay lại chiến với Tất Phương một trận. Không biết còn bao xa mới đến đại lục nhân tộc, Tần Tang nhớ lại bức hải đồ kia. Trên hải đồ đánh dấu, ngoại trừ một đường biển rõ ràng, các nơi khác rất là đơn sơ. Mục tiêu hắn là một lục địa tên là Huyền Nguyệt Đảo. Huyền Nguyệt Đảo chính là một trong tam cảnh Bắc Hải, là một cách gọi ước định mà thành, chuẩn xác hơn danh tự là Huyền Nguyệt Cảnh. Tên là đảo, kỳ thực cương vực còn rộng lớn hơn Bắc Thần Cảnh, mà lại lớn nhất trong tam cảnh Bắc Hải. Huyền Nguyệt Đảo có hình dạng kỳ lạ, địa thế kéo dài, hai đầu bén nhọn vểnh lên, bên trong nhô lên, hình dạng như một vầng trăng khuyết, vì thế đặt tên là Huyền Nguyệt. Tần Tang bay nhanh về hướng Tây Nam, hiện tại muốn đi, chính là một đầu nguyệt tiêm trên Huyền Nguyệt Đảo. Chủ thuyền từng nói, yêu thú không dám ở phụ cận Huyền Nguyệt Đảo làm mưa làm gió, có thể thấy được nơi đó hẳn là địa bàn nhân tộc khống chế. Tần Tang chuyển động những ý niệm này, chợt phát hiện, nơi xa chân trời xuất hiện hai điểm sáng một xanh một trắng. Điểm sáng rõ ràng là độn quang tu tiên giả, bị bọn hắn truy đuổi hấp dẫn qua. Nhìn tốc độ, rất có thể là tu sĩ Nguyên Anh hoặc là yêu vương. Tần Tang hơi biến sắc, không phải lại dẫn tới yêu vương khác chứ. Hắn chau mày, thầm mắng cuối cùng là địa phương quái quỷ gì, sao dễ dàng gặp phải nhiều cao thủ cấp Nguyên Anh như vậy mà đều là top 5 top 3 kết bạn hành động. Hắn mơ hồ đoán ra một ít mánh khóe, chỉ sợ chính mình tới thời cơ không đúng, rất có thể đụng phải đại sự. Gì? Điểm sáng càng bay càng gần. Sắc mặt hắn hơi trì hoãn, xác định người tới là Nguyên Anh nhân tộc mà không phải yêu vương. Rất nhanh, đối phương thấy rõ thân phận hai kẻ một đuổi một chạy, hơi dừng lại, sau đó nhìn Tất Phương bay ở phía sau. Nhìn thấy điểm sáng, Tất Phương có chút do dự, xác nhận người tới là địch thủ nhân tộc, cho dù không cam lòng, cũng chỉ có thể từ bỏ truy sát, độn quang gập lại, xoay người rời đi. Hai người nhìn Tất Phương quả quyết như thế, bay một khoảng cách thì dừng lại, quay đầu nhìn hướng Tần Tang bên kia. Hai người này, trong đó một vị là văn sĩ áo trắng khí chất nho nhã, tay cầm quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng. Một vị khác là thanh bào lão giả, thân sắc nghiêm túc, ăn nói ý tứ. Bọn họ làm Tất Phương sợ chạy mất, muốn chào hỏi Tần Tang, không ngờ Tần Tang triệt để không có ý dừng lại, cũng không quay đầu phá không rời đi. Văn sĩ áo trắng không vui, quát lạnh, người này lại vô lễ như thế. Thanh bào lão giả ngưng mắt nhìn thanh quang, một lát sau nói, thì ra là thế. Người này nhìn như khí thế kinh thiên, kỳ thực rõ ràng là trạng thái hư nhược. Xem ra không phải là một vị đạo hữu quen thuộc nào đó, cho nên cũng đề phòng chúng ta. Bất quá, phụ cận lúc nào xuất hiện cao thủ bực này, thần sắc văn sĩ hơi trì hoãn lại. Nếu như gã dưới loại trạng thái này gặp phải tu sĩ lạ, cũng sẽ cách xa đối phương, chờ khôi phục thực lực lại nói. Tên kia là yêu vương Tất Phương mà phong đạo hữu nói. Văn sĩ nhìn hướng Tất Phương bay đi, xích mang đã tiêu thất. Thanh bào lão giả gật đầu, không sai, là hắn. Yêu này ngông cuồng xưng là Tất Phương, bản lĩnh xác thực không yếu, lão phu cũng không nắm chắc có thể đánh bại. Bất quá, yêu này xưa giờ cùng một đầu hồ giả hoạt không rời, lúc này sao chỉ thấy hắn, không thấy yêu vương khác. Lưu đạo hữu từng truyền tin, Tất Phương gọi tới một con oa ngư, hiện tại hai yêu kia đều không có tại đây, chẳng lẽ người này trốn thoát từ ba vị yêu vương vây công. Ánh mắt văn sĩ kinh dị, nhìn hướng Tần Tang chạy trốn. Độn thuật người này mạnh mẽ, rất là hiếm thấy, vứt bỏ yêu vương khác cũng là bình thường. Bất quá, có thể từ tay ba yêu vây công lao ra, đủ thấy thực lực hắn. Trong mắt thanh bào lão giả lóe lên dị sắc, nói nhỏ vài câu với văn sĩ áo trắng. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1909, thoát khỏi.
Hai người đuổi một hồi, mắt mở trừng trừng nhìn thanh quang càng ngày càng xa, bị quang ở phía sau. Mà thôi, không cần đuổi, miễn cho sinh ra hiểu lầm. Thanh bào lão giả đè xuống độn quang, gọi đồng bạn lại. Tiếp tục đuổi, đối phương hoài nghi bọn họ có ác ý, ngược lại không tốt. Tất phương bỏ chạy, hai tên tu sĩ Nguyên Anh dừng lại. Tần Tang nhìn thấy, trong lòng cảnh giác, vẫn duy trì độn thuật. Thiên Mục Điệp thi triển thần thông, cảnh giới một thời gian dài, xác định phía sau không có truy binh, Tần Tang mới nhẹ nhàng thở ra, thu hồi độn quang, hạ xuống mặt biển. Phe này chạy trốn, vốn khôi phục chân nguyên không nhiều, còn thừa lại không có mấy. Tần Tang than nhẹ, quay đầu nhìn thoáng qua. Nhiều yêu vương cùng Nguyên Anh tề tụ nơi đây, Tần Tang không khỏi có chút bất an, lo lắng mình trong lúc vô tình xông vào vòng xoáy phong ba nào đó. Lấy trạng thái hắn hiện tại, bất kỳ phong ba gì cũng có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Mới đến, Tần Tang cũng không muốn vô duyên vô cớ cuốn vào tranh đấu. Ít nhất hiểu rõ thân phận cùng lai lịch song phương, cùng người khởi xướng phong ba, rồi mới phán đoán. Hay là rời khỏi nơi này trước, càng xa càng tốt. Tần Tang lẩm bẩm nói, lấy ra hải đồ, tính ra vị trí hiện tại. Tần Tang chú ý tới, giữa mình và Huyền Nguyệt đảo có một ít vụn vặt lẻ tẻ hòn đảo, căn cứ tiêu. Chí trên hải đồ, những hòn đảo này đều bị nhân tộc, thậm chí là tu tiên giả nhân tộc khống chế. Không thiếu tông môn nhân tộc. Bất quá, lúc này nơi đó có an toàn hay không, chưa biết được. Hơi điều tức, Tần Tang chọn một hòn đảo hơi lệch một chút, chuẩn bị đi tới trước xem tình huống. Hòn đảo này tên là Tiên Thúy Đảo, trên đảo có tu tiên giả, trên hải đồ thể hiện đảo chủ mạnh nhất chỉ có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Tần Tang thu liễm khí tức, bay sát mặt biển, thả chậm tốc độ, điệu thấp chạy như bay, lệnh Thiên Mục Điệp luôn cảnh giới. May mắn là, trên đường đi cũng không gặp tu tiên giả hoặc yêu thú. Đến Tiên Thúy Đảo đã là nửa đêm, Tần Tang nhìn Tiên Thúy Đảo tĩnh mịch xa xa, cẩn thận tới gần. Trên đảo có thành trì phàm nhân, nhân khí thịnh vượng, lại là một tiểu quốc trên đảo. Không cần đi hỏi dò phàm nhân, Tần Tang cũng có thể nhìn ra, trung tâm Tiên Thúy Đảo có một sơn mạch tiên vân lượn lờ, chính là dị tượng do linh trận hình thành. Nơi đó nhất định là động phủ tu tiên giả. Lặng yên tiến vào trong một tòa thành trì phàm nhân, Tần Tang cảm giác được phủ thành chủ có khí tức tu tiên giả, bất quá chỉ có tu vi luyện khí kỳ. Phủ thành chủ. Vài tu tiên giả tụ tại đại điện, thấp giọng nói gì đó, có thần sắc kích động, có một mặt mờ mịt, do dự, đáy mắt mỗi người đều ẩn giấu vẻ lo lắng. Những người tu tiên này đều quần áo hoa mỹ, một thân quý khí, càng giống phú viên ngoại sống an nhàn sung sướng. Đoạn thời gian này, các ngươi có ai thấy đảo chủ không? Một trung niên mặc long bào, hình thể mập mạp, nghe những người khác nói không kiên nhẫn nữa, dũng mãnh khoát tay chặn lại, thấp giọng chất vấn. Mọi người ngẩn ngơ, nhìn nhau, đảo chủ 2 tháng trước đã triệu kiến chúng ta. Long bào nam tử quát lạnh cắt ngang, còn cần ngươi nói nhảm. Ta đương nhiên biết rõ đảo chủ 2 tháng trước triệu kiến, ta hỏi ngươi trong 2 tháng này, có ai gặp đảo chủ, còn có vương thị huynh muội không? Hư, Long Vương gia nhỏ giọng một chút. Những người khác hơi biến sắc, vô thức liếc hướng tiên sơn. Long bào nam tử cũng không dám tùy ý làm sằng, bình phục kích động, nói nhỏ, hơn tháng nay, bản vương mấy lần tìm lý do, đi tiên sơn bái phỏng, mỗi lần đều bị lão già canh cổng chặn trở về. Vương thị huynh muội là thiếu niên tâm tính chưa định, cách mỗi hơn tháng sẽ xuống núi một lần, lưu luyến quên về, bây giờ lại bế quan lâu như vậy. Kết hợp đoạn thời gian này tin tức ngoài đảo truyền về, sao lại không khiến chúng ta suy nghĩ nhiều? Ngài nói là, một thanh niên vương gia trẻ tuổi bên cạnh, thần sắc hoảng loạn, đảo chủ thu được tin tức từ sớm, đã rời Tiên Thúy Đảo. Vì sao không báo chúng ta? Long bào nam tử cười lạnh, ngươi ta tính là thứ gì? Bất quá là công cụ đảo chủ dùng để khống chế phàm nhân, thi một chút tiểu ân huệ mà thôi. Ngay cả công pháp luyện khí kỳ cũng không được đầy đủ, chỉ có vương thị huynh muội mới là thân truyền đệ tử của đảo chủ. Một vị lão vương gia khác từ đầu đến cuối không nói chuyện, thủ niệm Mộc Châu, trầm giọng nói, nghe nói địa vị đảo chủ rất lớn, từng có kim đan thượng nhân đến nhà bái phỏng, rất là khách khí. Nói xong, lão vương gia thở dài, xem ra, sắp có biến rồi. Long bào nam tử nắm chặt nắm đấm, nếu là tu tiên giới nội đấu, chúng ta không cần chú ý, về sau cùng lắm thì đổi lại chủ tử. Nhưng nghe nói ngoài đảo nhiều lần có yêu thú ẩn hiện, sợ là yêu tộc xâm lấn, đến lúc đó.
Mọi người dùng mình một cái. Yêu thú tàn bạo, bọn họ thà rằng chết dưới kiếm tu tiên giả. Đến lúc đó toàn bộ tiên thúy đảo sẽ sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người lâm vào lo sợ. Lỡ bọn họ đoán sai, không có lệnh đảo chủ, tự ý rời đảo, hạ trang sẽ rất thê thảm. Đúng lúc này, tất cả mọi người đột nhiên cứng đờ, thanh âm nói chuyện im bặt, có người thậm chí còn ngoác miệng, phảng phất thời gian bị đọng lại. Dạ Minh Châu chiếu sáng tối sầm lại, một đạo nhân ảnh đi tới, chính là Tần Tang. Tần Tang nhìn đám người bị cầm cố lại, duỗi ra một chỉ điểm mi tâm một người trong đó. Sau chén trà nhỏ, Tần Tang đi ra chủ phủ. Hắn không rõ trước đó gặp phải hai nguyên anh có thân phận gì. Tần Tang không muốn bại lộ tung tích, thà rằng phiền phức một chút, hỏi dò từng người, tiếp đó xóa đi tất cả ký ức mọi người. Trong phòng, cấm cố trên thân mọi người được giải khai, bọn họ tiếp tục kịch liệt thảo luận, hoàn toàn không phát giác được thời gian sinh mệnh mình bị tổn thất một đoạn ngắn. Tần Tang tiến vào tiên sơn, linh trận phòng hộ uy lực không tệ, nhưng trong mắt Thiên Mục Điệp trăm ngàn chỗ hở, Tần Tang dễ dàng tiềm nhập trong núi. Tiên sơn người đi trống không, chỉ có một người giữ cửa. Người này đã cao tuổi, đảo chủ từng có ân với lão, lệnh lão trông coi động phủ. Đảo chủ hai tháng trước đã rời đi, gần đây không chỉ một chiếc thuyền rồng bị tập kích, mà yêu thú nhiều lần ẩn hiện. Tần Tang hỏi ra không ít tin tức, thầm nói quả nhiên có gì đó quái lạ. Nơi này không an toàn. Ta cũng phải nhanh rời nơi thị phi này, tiến vào Huyền Nguyệt đảo mới có thể an tâm khôi phục. Tần Tang chiếm giữ động phủ đảo chủ. Địa linh mạch này không như ý muốn, Tần Tang không dám ở lâu, khôi phục ba thành chân nguyên, sau đó vội vàng rời đi. Cho đến khi Tần Tang rời đi, trên tiên thúy đảo không có bất luận kẻ nào biết rõ đã từng có một vị nguyên anh vào xem qua. Hải vực trống trải, một đạo độn quang chạy nhanh đến, giữa không trung hơi xoay quanh. Trên mặt biển tạo nên sóng nhỏ, tiếp theo trong hư không vặn vẹo một hồi, mơ hồ lộ ra hư ảnh một hòn đảo nhỏ, độn quang chợt lóe tiến vào đảo, biến mất không thấy gì nữa. Diện tích hòn đảo nhỏ hẹp. Trên đảo có một tòa cung điện, gần như chiếm hơn nửa không gian. Cung điện vàng son lộng lẫy, thanh bào lão giả làm tất phương trước đó sợ quá chạy mất ngồi ngay ngắn trong đại điện, văn sĩ áo trắng lại không ở nơi này, nhưng có hai vị nguyên anh khác. Hai người này cam ngồi phía dưới, kiên trì nghe thanh bào lão giả nói gì đó. Trong nháy mắt độn quang xâm nhập, bọn họ cũng đã phát giác. Thanh bào lão giả im lặng, ngẩng đầu nhìn bên ngoài cung điện. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1910, Phong Dương Sơn. Độn quang thu lại, một thanh niên kim đan kỳ khoác giáp rơi vào trước điện. Thanh niên vội vàng đi vào đại điện, hành lễ với ba người trong điện. Có tìm được tung tích người kia không? Không đợi thanh niên bẩm báo, thanh bào lão giả chủ động hỏi. Khởi bẩm sư tôn, đệ tử nhận được mệnh lệnh, lập tức dẫn người đi các đảo tuần tra, tìm tòi 5 ngày, gần như lật toàn bộ các hòn đảo lên, nhưng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Thanh niên khoác giáp chắp tay nói, thanh bào lão giả hơi gật đầu, cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Thông qua cử động người kia, có thể thấy được hắn phòng ngừa rất nặng, tất nhiên sẽ không lưu lại dấu vết. Thanh bào lão giả quan tâm không phải là cái này, tin tức thả ra không có. Thanh niên gật đầu, đã truyền tin các đảo, toàn bộ tu tiên giả, đồng thời sai người truyền về Phong Dương Sơn. Tứ sư đệ chắc hẳn đã bắt đầu hành động. Được, ngươi đi xuống trước đi, đừng hành động gì khác, miễn cho biến khéo thành vụng. Thanh bào lão giả cho lui thanh niên, nhìn hướng hai vị nguyên anh, người kia không biết trốn ở nơi nào chữa thương, chỉ cần hắn xuất quan, tiếp xúc tu tiên giả là có thể nhận được tin tức. Trừ phi, hắn đã rời Phong Dương Sơn. Một vị nguyên anh trong đó là nữ tu, mũ phượng khăn quàng vai, dung mạo bất phàm, nhìn bóng lưng thanh niên. Khoác giáp, phong đạo hữu tính mời người kia cùng đối phó tất phương. Không sai. Thanh bào lão giả gật đầu, độc chiến tam đại yêu vương, nhất là một trong đó là tất phương, cho dù phong mỗ cũng không dám bảo đảm có thể toàn thân trở ra. Cao thủ bực này đột nhiên hiện thân, mà lại kết thủ với tất phương, đối chính là cơ hội trời cho chúng ta, đương nhiên phải toàn lực lôi kéo. Một vị tu sĩ nguyên anh khác là một tên nam tu. Hình dạng gã tuấn giật, phong độ nhẹ nhàng, người mặc áo đen, lưng đeo trường kiếm, giống như hiệp khách hành tẩu tại trần thế.
Hiệp khách áo đen điềm tĩnh cười nói, có thể được Phong đạo hữu coi trọng như vậy, xem ra người này quả nhiên có chút môn đạo. Bất quá, dạng cao thủ như vậy, tại thời gian này vô duyên vô cớ xông vào mảnh hải vực này, ở trong có nghi vấn gì không? Phong đạo hữu các ngươi có tra ra lai lịch người này? Thanh bào lão giả lắc đầu, lúc ấy chỉ nhìn từ xa độn quang người kia, chỉ biết là hắn am hiểu lôi độn thuật. Ta và Trầm đạo hữu nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ không ra có một người như thế. Bất quá, chờ người kia sau khi đi, ta và Trầm đạo hữu xuôi theo hướng tất phương đuổi theo, tìm tòi một hồi, phát hiện một chiếc thuyền rồng bị hủy diệt, không biết có liên quan tới hắn không. Thuyền rồng, chẳng lẽ người này là từ tinh xa quần đảo tới? Nữ tu ngạc nhiên hỏi. Tạm thời còn không rõ cho lắm, bất quá người này chỉ cần không phải yêu tộc, tất sẽ dễ nói chuyện. Bất kể hắn có mưu đồ gì, chẳng lẽ còn có thể giấu giếm được ánh mắt chúng ta hay sao? Thanh bào lão giả không để ý nói. Phong đạo hữu nói là, người này có thể dựa vào lôi độn thuật mới thoát thân, thực lực chân chính chưa chắc quá mạnh. Hiệp khách thì một mặt ung dung hỏi. Huyền Nguyệt cảnh. Trên một tòa núi vô danh, sương mù tầng tầng. Thỉnh thoảng có đạo đạo độn quang ra vào sương mù. Thì ra, nơi này chính là giao dịch hội mà tu sĩ phụ cận tổ chức. Đương nhiên, tham gia giao dịch hội đều là một ít tu sĩ cấp thấp bất nhập lưu mà thôi. Sương mù chấn động một hồi, từ bên trong bay ra một thân ảnh, chính là Tần Tang đã tiến vào Huyền Nguyệt đảo. Tần Tang vì cách xa phong ba, phí hết tâm tư, lượn quanh một vòng lớn, rốt cuộc đến Huyền Nguyệt đảo, tâm thần căng cứng mới chỉ hoãn lại, bắt đầu hỏi dò thế cuộc gần đây. Tần Tang đi ra sương mù, thân ảnh lắc một cái, hư không tiêu thất. Tiếp đó, một bên khác đi tới một người, ra sức dụi dụi con mắt, nói thầm một tiếng gặp quỷ, sau đó vội vàng rời đi. Phong Dương Sơn, Tần Tang đứng tại một tòa đỉnh núi, ngóng nhìn hướng Nguyệt Tiêm. Căn cứ tin tức hắn tra được, Phong Dương Sơn chính là đạo tràng của một vị Nguyên Anh. Người này được tôn xưng là Phong Thượng Sư, hẳn là tu vi Nguyên Anh trung kỳ. Phụ cận cương vực Nguyệt Tiêm, thế lực lớn nhỏ tất cung tất kính với Phong Thượng Sư, Phụng Lão là chủ. Người này không thẹn là bá chủ, chính là đệ nhất cường giả phụ cận, phạm vi ảnh hưởng không chỉ có Phong Dương Sơn, thế lực Nguyên Anh khác cũng không dám bất kính với lão. Cũng may tính tình Phong Thượng Sư cũng không bất thường, thanh danh Phong Dương Sơn tại tu tiên giới không tệ, xem là chính đạo. Không biết trong hai người làm tất phương sợ chạy mất, có Phong Thượng Sư không? Tần Tang lóe lên ý nghĩ này, ngắm nhìn bốn phía. Xung quanh dãy núi liên miên, mênh mông vô bờ, hắn đi đường vòng ra xa. Nơi này đã không tính là phạm vi thế lực Phong Dương Sơn, mà là khu vực giao giới giữa Phong Dương Sơn cùng một môn phái khác là Âm Nguyệt Phái. Đều là hiểm sơn ác thủy, tu sĩ cấp cao chướng mắt nơi đây. Tu sĩ tham gia giao dịch hội có tu vi không cao, nhưng không thiếu nhân sĩ tin tức linh thông, mà những tin tức này cũng không phải bí mật. Tần Tang thăm dò được, tại mấy tháng trước, thế lực lớn nhỏ phụ cận Phong Dương Sơn, tất cả đều nhận được mệnh lệnh, tập kết tại Phong Dương Sơn. Phường thị tu tiên giả có quy mô lớn nhất ngay tại Phong Dương Sơn, muốn hỏi dò toàn bộ Bắc Hải Tam Cảnh, phải đi Phong Dương Sơn một chuyến, trước lúc này, phải khôi phục thực lực mới được. Tần Tang âm thầm trầm ngâm, kỳ thực hắn cũng không sợ bị cuốn vào phong ba. Lấy tu vi hắn hiện tại, chỉ kiêng kỵ đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Phát giác được không đúng, tùy thời có thể bước ra rời đi, Phong Thượng Sư ngăn không được hắn. Xem như chúa tể một phương, Phong Thượng Sư khẳng định biết rõ rất nhiều bí ẩn, nếu có thể mượn cơ hội này kết giao Phong Thượng Sư, về sau hành động sẽ thuận lợi hơn nhiều. Mặt khác, Tần Tang cũng tò mò về Thần Yên, Quỷ Mẫu và Đông Dương Bá có đi ngang qua phong bạo, tới Bắc Hải Tam Cảnh không. Nếu như bọn họ từng hiện thân ở đây, chắc hẳn Phong Thượng Sư phải biết một hai, trong lòng lập kế hoạch. Tần Tang nhắm ngay một phương hướng, chạy như bay một hồi, đi tới trước một tòa sơn mạch thoạt nhìn không đáng chú ý. Ánh mắt chớp động, gọi ra kim trầm kiếm, mạnh mẽ chém về phía sơn mạch. Ầm ầm, dãy núi chấn động. Trong núi đột nhiên tóe ra một tầng quang cháo, ngăn trở kiếm khí. Phía dưới quang cháo cảnh tượng đại biến, trong núi thanh tuyền chảy vang, xanh tươi tốt, tựa như tiên cảnh. Một ít đình đài lầu các thấp thoáng trong đó, từ bên trong bay ra từng bóng người, thần sắc hốt hoảng, nhìn giữa không trung. Nơi đây chính là một tiểu môn phái tên là Vạn Kiếm Môn. Tần Tang không toàn lực xuất thủ, chém ra một kiếm liền thu kiếm đứng đó, thoải mái nhàn nhã nhìn người Vạn Kiếm Môn. Rất nhanh,
Tần Tang được tông chủ Vạn Kiếm Môn cung cung kính kính mời vào đại điện. Khởi bẩm tiền bối, toàn bộ môn đồ Vạn Kiếm Môn đều ở nơi này. Chúng ta được tông chủ Âm Nguyệt phái âm tiền bối cho phép chuyển Vạn Kiếm Môn đến chỗ này, không biết đã đắc tội gì với tiền bối, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, vãn bối sẽ dẫn dắt môn đồ rời đi. Môn chủ Vạn Kiếm Môn chỉ có tu vi kim đan kỳ, lúc này cũng không ở trong núi. Một nữ tu trúc cơ kỳ tiếp đãi Tần Tang, toàn thân run rẩy, cực kỳ gian nan mới nói ra đầy đủ. Lòng người Vạn Kiếm Môn bàng hoàng. Tần Tang lơ đễnh nói, ta muốn sơn môn các ngươi làm gì? Lão phu cần tìm kiếm nơi chữa thương, nhìn thấy linh mạch nơi này không tệ, mượn dùng một đoạn thời gian. Các ngươi ở trong đại điện tu luyện đi, không được ta cho phép, không được phép rời đi nửa bước. Nói xong, Tần Tang âm thầm thả ra thiên mục điệp, cũng không quay đầu lại đi vào động phủ trưởng môn. Các bạn vừa nghe xong tập 191 của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.